Kính thưa huynh năm đại diện cho gia đình cùng toàn thể của quyến gia tộc có mặt hôm nay trong ngày kỷ niệm cho người quá cố. Kính thưa quý ông, kính thưa quý bà cùng toàn thể chư đồng đạo nam nữ kính mến hiện diện. Kính thưa liệu quý vị, hôm nay là ngày chánh kỷ niệm cho người thân trong gia đình. Thể theo lời mời cô bác anh chị em đồng đạo không phụ đến tham dự rất đầy đủ. Mặc dù được biết trong ngày tháng hôm nay là nhằm ngày mùa, thường là đồng án bận rộn và một số công việc chung quanh để phụ dịch cho chương trình nông nghiệp. Thế mà hôm nay kẻ xa người gần, cô bác anh chị em đều không bỏ tình của gia đình, cũng như không quên mất cái bổn phận của mình là thương yêu lẫn nhau như con một cha. Thể tuy có tinh thần nhất gia hữu sự bá gia ưu nên chi mới có cái buổi gặp mặt đông đủ như thế này. So lại cái thời gian mà cô bác anh chị em mới đến với đạo, nhất là thời gian xưa cách đây 20 năm, thì tôi thấy rằng cái trình độ nhận thức về chân lý cũng như thiết thi cái bổn phận không bằng như hôm nay. Mà giờ bước đường xa, chúng ta đã tiến bộ khá nhiều, cho nên mỗi lúc tinh thần càng cao. Nào là phát trương chương trình xã hội ở các nơi không có tiếc tiền của công cán, lại còn đổ xô theo cái tinh thần ủng hộ giáo pháp và càng thắt chặt cái tình đồng đạo thiêng liêng, nên mỗi lúc ta trở thành như những người dính thịt liền da, giống như một dòng máu cùng một cha một mẹ. Thế nên một điều rất vui mừng là hôm nay chúng ta biết thiệt hiện cái tinh thần quý báu của Đức Thầy trong điều răn cấm thứ 8, là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, để rồi dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Và mong rằng mỗi người chúng ta sẽ lần lượt đạt đến một bước cuối cùng, là ai giữ được trọn lành trọn sáng để về cõi Tây Phương an dưỡng, còn học đạo cho hoàn toàn và trở lại cứu giới chúng sanh. Thế nên việc làm của quý vị là một việc làm hòa trang trên chân lý, mà dầu cái nghĩa tình hiếu nghĩa quan trọng này, dầu tôi có đem bút mực hay lời lẽ chi để ca ngợi tán thán hay là phô diễn cũng không thể cùng tận được, mà chỉ để cái giá trị tự nhiên trong đáy lòng mỗi người để trở thành cao cả và đúng đắn nhất. Mà tin tưởng nơi đây quý vị cũng đã vì cái tấm lòng đạo đức thấm nhuần mà nhận chăng cái điều đó. Thế nên lời nói đầu chúng tôi gọn bớt đi, để nhằm thiệt hiện cái cuồng băng này cho khá đủ đầy những chi tiết cần thiết trong khi luận giải. Và sở dĩ hôm nay chúng tôi phải thiết lại đề này là lý do có một lần chúng tôi cùng đồng đạo đi Trung có thuyết tại một ngôi chùa lớn của ở ngoài miền Trung, vùng Lâm Đồng Đà Lạt. Sau khi thuyết xong không có phương tiện băng máy để giữ lại, đồng đạo cũng lấy làm tiếc vì có nghe qua cũng lấy làm thích. Rồi một lần nữa chúng tôi trở về Vĩnh Long theo lời yêu cầu để thuyết lại, thì đồng đạo dưới đó kỹ thuật máy cũng kém, cho nên do đó chỉ thâu lại nghe tại địa phương, cứ sang qua thì không còn nghe được, mặc dù chúng tôi đã cố một lần đem băng mới xuống để sang lại cho bà con mình nghe giảng tiện khỏi phải thuyết lại, nhưng rồi cũng không thành công. Thế nên lòng ước ao của bà con khi nhận qua được cái lời giới thiệu băng này cũng đang ước mong. Thế nên để đáp ứng cái nhu cầu cần thiết đó, hôm nay tôi mới phải thuyết lại một lần nữa để thâu trực tiếp, để tiện bề hơn. Do đó cô bác cũng thông cảm. Chứ đáng lý thì để cho cô bác chọn một cái đề và cho phép chúng tôi trình bày, hoặc giả là cô bác đặt lên câu hỏi để nhằm cho chúng tôi giải đáp. Nhưng lại đặc biệt hôm nay xin phép quý vị cho tôi chọn cái đề đó, với cái tên của nó là Lý Đạo Qua Tây Du Ký. Chứ xưa nay ta cứ ham đi coi Tây Du Ký,
coi mê coi mết coi chết coi sống, coi bỏ cúng bỏ lại gì sạch trọi không. Tôi đang đứng cúng nó phóng là đằng vô tiếng đằng đằng ảo ở chạy đằng coi mà tưởng gì. Đi coi tay du ký ngoài mà nơi mình có tay du ký mà không coi, bữa nay mời quý vị coi cuồng phim tay du ký của mình. Nghe không? Trở lại coi tay du ký trong con người của mình một bữa, để có cái máy du tiếng đặc biệt là tâm cảm của mình đây, để chiếu rọi ra cuồng phim này rất rõ ràng, để mình thấy về mình coi cuồng phim tay du ký trong cuộc đời mình ra sao đây. Mà hồi nào giờ mình cứ ưa vọng động theo cái tay du ký bên ngoài, phải không? Vậy hôm nay đương nhiên là trong chuyện tay du ký chúng ta cũng phải phân ra theo lý đạo bằng mấy mục sau đây để tiện bề theo dõi sát giữa phần trao đổi với người nghe. Phần thứ nhất, chúng ta xuất xứ về đầu nguồn của tay du ký từ đâu mà có. Sau đó chúng ta lược giải một số những cương yếu rất cần thiết và vừa gọn trong cuồng băng, chứ không thể chi tiết hết cái toàn bộ tay du ký, vì nó là biển thác mênh mông gồm hết chân lý của Phật giáo. Thế nên vì lẽ đó không thế nào chúng ta có thể trong một giờ phút ngắn ngủi một tiếng rưỡi này mà chúng ta trao đổi hết được. Do đó cũng chỉ đưa ra những cương yếu cần thiết quan trọng nhất để chúng ta nhận định tổng quát và sơ lược một vài điểm rất hay để ích lợi cho đời tu chúng ta một cách nhanh chóng, tức là gom gọn nó lại. Đó là mục hai đó. Cái phần thứ ba, chúng ta phải đặt lại vấn đề nghiên cứu tỉ mỉ khi áp dụng tay du ký trong cuộc đời mình, để nhận xét qua giáo lý Đức Thầy, coi tay du ký Thầy diễn bàn ra sao và phải áp dụng cho cuộc đời mình ra sao cho hợp với tay du ký. Vì đây là cái kho sách gọi là lý đạo. Vậy thì chúng ta trải qua ba mục đặc biệt này, tùy tiện theo số thời gian còn lại hợp lý thế nào chúng ta sẽ áp dụng tiếp nối hoặc là kết luận. Vậy thì mời cô bác anh chị em cùng chúng tôi lần lượt đi vào tay du ký với những nhận xét. Thưa cô bác anh chị em, nói đến tay du ký ba chữ này, chúng ta cũng nên đo ngang một cách sơ bộ về cái bộ tay du ký và bộ tay du sử ký. Để chúng ta trở lại cái xuất xứ đầu nguồn của vấn đề xuất sanh tay du ký. Thưa quý vị, trên sách đây đó thì chúng ta thấy có một bộ là tay du ký, trên sử lại có một bộ tên là tay du sử ký. Nó khác nhau có một chữ thôi, mà nó là hai cái khác nhau xa lắm nha quý vị. Cái bộ tay du sử ký, cái bộ tay du sử ký là nhằm đưa ra tường thuật cái sự thật trong sử liệu của Phật giáo, giới thiệu lại câu chuyện của ông Trần Huyền Trang thả bằng da bằng thịt như chúng ta, từ ở bên Tàu mà sang qua Ấn Độ để học kinh pháp của Phật 20 năm và từng viết ra 900 bộ luận, 300 bộ luận luận về Cu Xá Tôn là chánh pháp của Phật và 600 bộ luận để đối chiếu đã phá tà thuyết ngoại giáo trong 94 mối đạo tà tại Ấn Độ bị triệt hạ do cái lý thuyết này. Ông đã từng ngồi trên pháp tòa 100 ngày để luận giải đại cương, sau đó ông về viết lại 900 bộ luận. Đại khái như vậy, chứ thiệt việc làm của ngài Trần Huyền Trang rất dông dài, ta không thể kể hết được. Nói tóm lại, tay du sử ký là ghi lại cái sự thật bằng sử liệu loài người, là có một vị đại sư ở chùa Linh Nham đã từng rời bỏ chùa Linh Nham và dặn dò để lại trên 10.000 đệ tử tại chùa này, và đồng thời ông dỗ cây tùng mà dặn rằng ta đi về phương Tây để thỉnh kinh của Phật, ngươi hãy vì ta mà chỉ đọt thẳng về phương Tây để làm tin cho mọi người. Khi ta trở về, ngươi hãy chỉ đọt về phương Đông để cho mọi người đầy đủ đức tin biết rằng ta trở về. Dặn như thế đó, mà sau khi ông dò rời chùa Linh Nham, ông đã chứng được tam thiền, đã tu cái phép tam định đã chứng đắc rồi.
Mặc dầu chưa rốt ráo cái chỗ sẻ chứng nhưng mà đã tới bực đó. Cho nên cái quyền lực của người trong tam thiền giặt cây tùng một câu, nghe lời cho đến 20 năm, luôn cả năm về là 21 năm. Nghe lời răm rắp, chứ cái cây nào bị giông gió mà ngã đi nữa thì thời gian trôi qua sẽ lóc đọt trở lên chứ không khi nào chỉ ngay gì được. Dầu ngã, dầu thế nào đi nữa, lâu ngày rồi theo cái không khí trời đất y cũng éo cái đọt lên vậy thôi. Mà đặc biệt đó, cây tùng nghe lời đó 20 năm đến luôn cả năm ông về là 21 năm. Chỉ thẳng về Ấn Độ là phương Tây, không khi nào méo đọt lên để tuân hành cái lệnh đó. Nói tóm lại, Tây Du Sử Ký là một chuyện thiệt ghi bằng sử liệu của nhà Phật. Con người thiệt của Trần Huyền Trang đã làm sứ mạng của đạo Phật rất to tát, mà nay đầu trong những bộ kinh lớn đều có để tên những hàng chữ to là Đại Pháp Sư Trần Huyền Trang Cưu Ma La Thập Dịch. Đó là để ghi dấu tích lại cái vị Trần Huyền Trang, tức là ông Tam Tạng thiệt đó, là trong bộ Tây Du Sử Ký. Nhưng mà song song với bộ này lại có thêm một bộ truyện nữa để là Tây Du Ký, bớt ra chữ sử. Bởi vì nó không sự thật mà để chữ sử thì không đúng nghĩa. Hãy sử thì cái gì có sự thật ghi chép là mới kêu bằng sử. Cho nên bộ này lại bớt ra một chữ gọi là Tây Du Ký. Bộ này ở đâu? Thưa quý vị, cái bộ sách này là được do Khu Trường Xuân đạo trưởng, tức là ông đã chứng tiên trưởng ở bên thời kỳ Thất Chân Nhân Quả, đã tu chứng dưới sự giáo dục của một vị đại sư đặc biệt thời đó bên đạo Tiên, tức là Dương Trùng Dương lão tổ. Ông này đã dạy rất nhiều đệ tử mà chứng đắc cái quả chân tiên được 7 vị gọi là Thất Chân. Trong 7 vị đó là Khu Trường Xưng là đắc quả cao nhất đứng đầu, là trưởng tiên trong thời đó. Ông đã chứng cái phép tiên chân chánh là tu nơi tại tâm mà chứng phép tiên, chứ không phải luyện cửu chuyển quần đơn, không phải luyện nơi cái bản thân mà đắc quả, mà luyện cả bản tâm, tu đúng với chánh pháp của đạo Tiên. Cho nên ông chứng quả bên tiên chứ so sánh với bên đạo Phật là ông ngang hàng cái quả A-la-hán bên đạo Phật. Cho nên ông triệt ngộ được cái đạo pháp nhà Phật, nên từ tâm ông mà viết ra cái bộ Tây Du Ký này là cái quyền lý để giải phép tu tâm, để nói lên cái cốt yếu quan trọng của Phật giáo đối với giáo pháp, nhằm đem cái quyển này mà trao đổi với Bạch Vân Hòa Thượng là một người tu Phật cao kỳ thời đó, đã có trí huệ lớn, lại giỏi về quẻ dịch. Ông thông biết tất cả lẽ trời đất nhân sự là ông Bạch Vân Hòa Thượng. Mặc dù ông chưa đắc quả hoàn toàn mà ông có cái sức tu cao siêu như thế. Thế nên vì lẽ đó hai ông tâm đắc với nhau, sau một cuộc cá về cái bào thai của bà hoàng hậu sinh nam hay nữ, lạ lùng thai đều trúng hết. Ông Bạch Vân Hòa Thượng nói sanh công nữ cũng trúng, sanh ra là công nữ ai cũng la rộ là Bạch Vân Hòa Thượng trúng. Trong chớp mắt công nữ là biến thành hoàng nam, là do cái phép lạ của Khu Trường Xuân để làm ra người nữ biến người nam, để rồi ông cũng trúng luôn. Cái điều này rất nên lý thú mà không có giờ kể hết, e rằng tốn băng quá nó cũng không tiện. Để dành thời gian này để chúng ta trao đổi cái điều cần thiết, nên xuất xứ gọn. Vậy thì bộ Tây Du Ký là bộ sách để trao đổi với bộ Phong Thần của Bạch Vân Hòa Thượng, nhằm tâm đắc với nhau giữa hai vị đại sư thời đó. Một ông là thầy của ông vua là Khu Trường Xưng, một ông là thầy của bà hoàng hậu là ông Bạch Vân Hòa Thượng. Sau đó qua những cuộc lý thú đổ trao nói trên, làm cho vua và hoàng hậu đều kính nể cả hai ông vậy. Vậy xin gọn các phần xuất xứ đơn sơ để nhận định sơ lược cái đầu nguồn của Tây Du Ký là do đó mà ra. Vậy thì bộ Tây Du Ký nói là một lần nữa biết cái đầu nguồn của nó, đây là cái quyền lý tu tâm mà ông Khu Trường Xưng sau khi đắc đạo chân tiên mà bậc tiên rất cao rốt đến đổ ngang cái hàng đạo lực của bậc A-la-hán bên đạo Phật, mà liễu ngộ được chân lý đạo Phật, mà ông mới viết ra cái con đường tu Phật của đạo Phật như vậy, đúng với chân lý của Phật,
để rồi trao đổi qua lợi nhau mà có cái quyển này. Vậy quyển này là lý đạo chứ không phải là câu chuyện suông như người ta nghĩ. Vì so sánh ông Trần Quyền Trang thiệt, tức là ông Tam Tạng thiệt, thì ông đi sang Ấn Độ chỉ có đơn độc một mình, không để tử theo, và lậu rừng bụi phải trải qua nhập với các cái đoàn ăn cướp rừng, để rồi nương đó mà được bảo vệ qua tới ở bên xứ Phật, chứ không có đệ tử nào là Thề Thiên, Bát Giới, Sa Tăng, cũng không có đệ tử nào khác nữa. Nhất là cũng không có anh U Ma Dương nào, chị Thiết Thiến công chúa nào, cũng không có cái quả Ba Tiêu nào bên ngoài, cũng thậm chí không có cái quả Diện Sơn nào đứng bên ngoài theo chuyện này đã kể, mà chỉ có nói thẳng vào nội tâm. Cho nên do đó ở đây chúng ta lại thấy câu chuyện này càng đi sâu càng thấy lý thú. Đời coi chỉ vui qua bộ chuyện cũng đầy vai trò trắc ẩn, nhưng mà người thấu lý đạo lại càng thấy sâu xa huyền diệu hơn nhiều. Thế nên Tây Du Ký nói lại lần thứ ba là một bộ truyện nói về quyền lý tu tâm tuyệt đối, không có một sự việc bên ngoài. Nó khác hơn Tây Du Sử Ký là kể lại chuyện thật của ngài Trần Quyền Trang để qua Ấn Độ mà làm thật sự. Nhưng mà nhà Tống Thiên có đôi khi gì hiểu lầm lý đạo, không biết cứ dệt mỗi chuyện này thành một sự bên ngoài, lại có chỗ hoặc muốn thêm bớt cho hợp với cái thú vui của người đời mà coi, do đó cũng thiên lệch ít nhiều. Chứ thật ra bộ Tây Du Ký nếu làm thật đúng nghĩa, nó là một lý đạo vô cùng trong sáng vậy. Vậy vừa qua chúng ta tạm gọn về cái phần xuất xứ Tây Du Ký, dạy tạm cho qua một ngày. Bây giờ mời quý vị đi sâu vào một tầng nữa, chúng ta nhận xét lý nghĩa của Tây Du Ký, rồi sau cùng mới chuyển qua một ba, chúng ta đo Tây Du Ký đối với giáo pháp của Đức Phật, để rồi ta mới thấy được chuyện Tây Du Ký đã có mặt trong giáo lý Đức Phật và đã có mặt ngay tâm cảm của mỗi con người chúng ta hàng ngày, là một bộ phim chiếu liên tục không ngừng trong tâm cảm, nhất là chính xác nhất là đối với người tu mà chưa đạt mục đích thì Tây Du Ký bao giờ cũng đang luân hành trong tâm cảm của mình không ngừng. Và sau đó đến phần kết luận như đã giới thiệu. Vậy bây giờ mời quý vị sang qua một hai nhận xét về Tây Du Ký. Thưa quý vị, cũng như đã nói trên, Tây Du Ký là một bộ sách gồm hết lý đạo, rộng sâu quá làm sao có giờ diễn hết. Vậy đây chúng tôi chỉ rút ra, trích ra một số những vai trò cần thiết nhất để chúng ta thấy liền tại chỗ đối cuộc đời của mình. Cái thứ nhất, cũng nên giới thiệu hàng loạt Tây Du Ký. Con khỉ, ông Tam Tạng, Chư Bát Giới, anh Sa Tăng. Bên cạnh đó có con ngựa của Tam Tạng cỡ, có cái những hình dáng chắp tay của ông Tam Tạng khi gặp cảnh ngộ niệm Phật, cho đến anh Tề Thiên, ảnh có một món đồ đặc biệt là cây thiết bạc, từng đánh ma dẹp quỷ, từng lướt qua 72 động yêu, và từng đưa ông Tam Tạng trải qua 82 nạn, đến cuối cùng phải thực hiện 83 nạn mới kết quả. Và đồng thời cây thiết bản này lạ lùng, làm lớn được, làm nhỏ được, cầm tay được, dắt lỗ tai được, nghĩa là đặc biệt cây thiết bản này tinh vi. Và anh ta lại có cái tài nghệ che mắt dùng thiên nhãn mà nhìn thấy rõ yêu tinh, không lầm lộn, biết ai tà chánh rõ ràng, phải không? Và đồng thời ông ta đã chiến thắng hoàn toàn, chứ không phải là ông ta có thất bại một lần nào, ngoại trừ một lần bị đuổi, nên buồn tủi mà trở về động Thủy Liêm, đành phải để thầy và các em mắc nạn một phen. Chứ ngoài ra có mặt ông bao giờ cũng chiến thắng, dầu ma quỷ yêu tinh cỡ nào cũng chiến thắng. Đặc sắc là vai trò của ông Tề Thiên. Lát nữa những danh từ chung quanh cuộc đời Tề Thiên, nào là từ danh từ Tề Thiên chuyển qua Bạch Mã Ôn, từ danh từ Bạch Mã Ôn chuyển qua Tôn Ngộ Không, từ danh từ Tôn Ngộ Không chuyển qua Đại Thánh,
dần dần chúng ta sẽ thấy lý thú qua những cái tên riêng của một con khỉ này ở trong lý đạo. Và vai trò thứ ba là anh Satan, anh Trư Bát Giới chứ. Anh Trư Bát Giới là cái bụng ảnh rất to, lỗ tai heo, mặt heo, khệ nệ, và đồng thời anh ta có những cái tính đáng thương tiếc và đáng buồn cười, ham ăn, ham ngủ, ham tình, và thậm chí ngu si đần độn với nhiều hình thức. Nhưng mà ảnh có giỏi một điều là hết sức công quả trên con đường đi Tây Phương của Tam Tạng, gánh đồ không nại, hộ thầy không nản, hoạn nạn cũng có nhau, chứ không khi nào xa cách, cũng ngộ nghĩnh thật. Lại là trên vai ảnh có một món đặc sắc mà không thể quên được trong chuyện Tây Du Ký là ảnh giác cái bù cào. Để dưới ý nghĩa gì lát nữa đây chúng ta bắt gặp những lý thú này trong lý. Kế đến anh Satan đặc sắc là ảnh có cái tên là Ngộ Tịnh, và đồng thời còn có tên riêng là Satan, cũng như anh Mỏ Heo lại có tên riêng là Trư Bát Giác. Và đồng thời anh ta lại đặc biệt là món binh khí anh ta là một dừng nguyệt khuyết, nghĩa là cái dừng trăng khuyết ngộ nghĩnh thai. Mà đó là lý gì lát nữa sẽ đến, danh từ tên tuổi các vị này lý gì trong đạo lát nữa sẽ đến. Và sau khi sát giết người ta quá độ được Tam Tạng thâu phục, lại đeo một sâu sọ người trên cổ là nghĩa gì? Lát nữa đây chúng ta sẽ bắt gặp những lý thú này trong một luận giải. Và lần lượt thầy trò trải qua những nạn khổ, nào là bị yêu tinh, nào là bị nạn nước tố nữ, nào là bị nạn ở bạc tơ đạo, nào có những câu chuyện lặt vặt lụng dụng rất nhiều, trong đó kể không xiết nổi. Đến đổi có lần phải dùng bạch cốt quán để mà trừ nổi bạch cốt phu nhân. Đó là câu chuyện vô cùng đặc biệt mà lát nữa đây chúng ta sẽ nhận xét tỉ mỉ với nhau. Rồi sau cùng lại còn phải trải qua quả diệm sơn. Quả diệm sơn là nghĩa gì? Cái quả ba tiêu là nghĩa gì? Rồi sau khi lấy quả lại phải trải qua cái khó khăn chướng ngại ở Ngưu Ma Dương, ở Thiếp Hiến Công Chúa, ở chỗ độn ra độn vô quá hình đổ dạng, giành giật lẫn nhau sâu nổi mới được cái quạt ba tiêu, và cuối cùng mới quạt tắt quả diệm sơn. Và thầy trò mới vui mừng bảo rằng từ đây đến Tây Phương không còn xa nữa. Có thể những vai trò vừa giới thiệu qua, chúng ta rút gọn lại trong Tây Du Ký những điểm cương yếu này để bàn hết với nhau để nhận xét. Bây giờ mời quý vị đi vào từng tiết mục tỉ mỉ của những mục nhỏ lạc giặt này trong phần 2. Bây giờ thưa quý vị, tại sao kêu ông này là Tam Tạng Mô Phật? Bởi người bắt đầu khởi tâm tu theo đạo thì không gì hơn phải nương Tam Tạng giáo điển của Như Lai là kinh Luật Lực. Thấy không? Cái tâm tu ta nếu không nương kinh Luật Lực chẳng biết đâu nương. Cho nên ý nói con đường đi Tây Phương trước phải lấy Tam Tạng làm thầy, phải không? Chứ làm sao giờ? Chứ không tôn ông Tam Tạng làm thầy, không lẽ tôn ma quỷ làm thầy, phải không? Vậy thì tôn Tam Tạng đây là muốn nói rằng mỗi người tu đều phải căn cứ kinh Luật Lực mà tu tập, rời kinh Luật Lực là ma pháp, là quỷ pháp, là yêu tinh pháp, phải không? Là dục lạc pháp, là mê muội pháp, chứ còn gì nữa. Vậy cho nên mới tôn ông Tam Tạng làm thầy là nghĩa đó. Ông Tam Tạng đây là kinh Luật Lực, ba tạng giáo pháp của Như Lai diễn ra bằng 12 bộ, hoặc là tất cả chi tiết khác do các văn gia học giả trong Đại Đức Thiền Sư dịch giảng, kể không xiết cùng. Nhưng chung quy cũng nằm gọn trong Tam Tạng giáo điển của Như Lai, là kinh, là luật, là luận, thôi không có ngoài nữa. Vậy ba món kinh Luật Lực đây là Tam Tạng, tức là Tam Tạng đó. Vậy cái ông Tam Tạng trong chuyện này là chỉ cho kinh Luật Lực, mà bên ngoài đó có giáo pháp phải có kinh Luật Lực, mà khi ngộ về chân tánh nơi tâm ta cũng đủ Tam Tạng giáo điển của Như Lai nơi đây, gọi là bạch tự tâm kinh, mà đủ kinh Luật Lực nơi tự tánh. Nếu đem cái lý đạo bên ngoài trở về tâm nữa thì chính nơi ta cũng có Tam Tạng. Cho nên người tu phải khởi cái tâm Tam Tạng làm thầy, chứ rời Tam Tạng mà mất thầy là chết, đâu đi Tây Phương được. Bị mục đích hộ Tam Tạng đi Tây Phương mà. Vậy thì bây giờ ở đây danh từ Tam Tạng rất ngộ. Ông Tam Tạng có cái hạnh đạo đáng kính là ông ta rất hiền từ, rất nhân ái, rất dịu mềm,
Đụng chuyện gì không biết thì cứ chỉ biết mô Phật, chứ không cách nào khác hơn. Và ông ta giữ giới rất trong sạch, không khi nào người nữ mà ông chịu, không khi nào thích những cái chuyện vui chơi ở trên thế gian này bất cứ cái nào. Cho nên vì lẽ đó đó mà ông đi trải qua nước tố nữ, trải qua bàn tơ động, ông Tam Tạng không có kẹt. Kẹt là ông Chư Bát Giới không kẹt, chứ ông Tam Tạng không có kẹt. Thấy không? Mà lát nữa đây tới ông Chư Bát Giới đâu mới thấy thất cười à. Vậy từ bây giờ chúng ta thấy ông Tam Tạng, đại khái cuộc đời ông Tam Tạng là một gương mẫu, căn cứ Tam Tạng giáo điển làm chuẩn, lại thường hay niệm Phật trụ tâm, thường hay xa lìa dục lạc, đó là cái tánh đức đặc biệt của Tam Tạng. Tức là người tu là người chân tu, biết nương theo Tam Tạng giáo điển chân thật thì bao giờ cũng giữ hạnh đức trang nghiêm, dầu chưa đắc đạo chứ cũng giữ gìn tốt đẹp. Đó là chủ yếu cuộc đời của chúng ta qua Tam Tạng. Nếu người tu mà không đáng vai trò Tam Tạng thì cũng không phải là người có đức hạnh đặc biệt. Thấy không? Vậy thì ông Tam Tạng đó đặc biệt là ổng có cây tích trượng cầm trên tay, tiêu biểu cho luận lý của thiền gia. Bởi vì ngày xưa đó bên nhà thiền đó ta có cái cây nữa là tích trượng. Nó có cây gậy thiền đó, tức là trên đó nào là những phen tiêu biểu thập nhị nhân duyên là 12 phen, nào là những cái khớp 4 phen để tiêu biểu tứ diệu đế, tứ vô lượng tâm rồi này kia vân vân. Tứ trí rồi này kia đó tiêu biểu tổng quát. Rồi nào là những có cái phen 8 phen để tiêu biểu cho bát chánh đạo, được đủ thứ trong đó trên cái cây gậy đó. Thì ra ông Tam Tạng ổng luôn luôn là không rời cây gậy này, đi đâu không rời cây gậy đó. Ý muốn nói là lực của thiền gia, người chân tu không bao giờ rời, đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ thức ở đâu cũng mang nó theo bên mình, không dám rời đó. Vậy thì bây giờ vai trò ông Tam Tạng đặc biệt trong con người chúng ta nó có một lý rõ ràng như vậy. Nhưng mà ông Tam Tạng lại là đặc biệt, ông hiền từ nhân ái vậy chứ chưa có đủ trí. Đây là tiêu biểu cho tâm đạo mà thôi. Dùng cái tâm đạo chân thiệt để giữ gìn giới pháp và thọ trì tu tập, chứ chưa mở cái trí sáng suốt hoàn toàn để thấy rõ tâm cảm của mình cỡ nào. Cho nên ông Tam Tạng phải nhờ đến Tài Thiên. Bây giờ mời quý vị nghe qua một đệ tử thứ nhất của Tam Tạng là Tài Thiên. Thế nào gọi là Tài Thiên? Mô Phật tra cứu kỹ lưỡng là cái từ ngữ này rất ngộ. Tài Thiên, chữ Tề là bằng, còn chữ Thiên đó là trời. Tề Thiên là bằng trời. Mà thiệt cô bác, luận lý sách vở xưa nay có cho biết là trời đất là đại thiên địa, còn con người chúng ta là tiểu thiên địa. Ta là trời đất nhỏ, ta cũng như trời vậy. Bởi mới kêu thiên thượng, rồi cái mình ta kêu thiên hạ mà phải không? Hở hở cái nói bà không tin, bà hỏi thiên hạ hết rồi. Nói vậy đó mà. Thật ra thiên hạ là mình đây nè. Mình là ông trời nhỏ, ông trời dưới, ông trời con nè. Thấy không? Bởi hay vỗ ngực bất tử lắm, phải không? Đó, thật ra bây giờ đây con người chúng ta mỗi người đều bằng trời. Nhưng mà bằng trời có hai lẽ nha, bằng trời thuận và bằng trời nghịch. Bằng trời thuận là theo 10 điều thiện để bằng với phước báo của các cõi trời. Bị cái lực lệ các cõi trời là thập thiện chứ có gì đâu. Trời đế thích mà mỗi lần thăng tà để nói cái lực của cõi trời cho các cõi trời nghe đó, thì gọi là thiện pháp đường. Tức là lên ngồi trong thiện pháp đường để nói 10 điều lành cho cõi trời nghe. Trời tứ đại thiên vương đồ nào kia hay là chuyển luân thánh vương đều nói cái lực của 10 điều lành. Mà nay Phật đem cái lực của trời xuống ban hành cho chúng ta là thập thiện đó, để trừ thập ác đó. Cho nên vì lẽ đó đó có cái tên Tề Thiên, tức là bằng trời. Mà muốn đúng cái nghĩa thuận bằng trời thì phải tu 10 điều thiện. Bằng muốn dỗ ngực cho là ta bằng trời đây mà không làm 10 điều thiện thì lọt 10 điều ác. Tức là cái theo thế gian mê muội hay dỗ ngực ta lên ông trời con đó nha. Cái gì cũng không ngát ai hết trơn đó, là cũng theo đó, cũng theo bằng trời nữa đó. Mà bằng trời theo cái lý nghịch, muốn cãi trời, muốn chống lại lực trời để gọi là ta đây. Cho nên cái đó là muốn khoe mình bằng trời mà khoe không đúng chỗ, cho nên khoe nghịch đi nó ngược đạo. Cho nên hãy chuyển thập ác qua thập thiện mới đủ cái tên của Tề Thiên. Bởi vì Tề Thiên lúc đó là con khỉ bị đè dưới ngũ hành sơn, bị dán lá phù mà được Tam Tạng gỡ lá phù và cho ông gồng ngũ hành sơn lật đi, để mà đi theo phò Tam Tạng. Từ khi phò Tam Tạng là có cái tên Tề Thiên.
Phải không? Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy Tề Thiên là bắt đầu quy y cầu đạo thuộc tùng tam tàng giáo pháp để tập tu hành, thì trước hết phải làm lành lánh dữ, cải ác tùng thiện, rồi từ từ mới tiến lên cải tạo quy chánh hơn. Nè, thì như vậy ở đây bằng trời đúng cách nó xứng đáng ông Tề Thiên là quy đầu thập thiện, cho nên trong tay ông bao giờ cũng có cây thiết bạc. Cây thước tức là 10 tấc, phải không? Cô bác đồng ý không? Mà 10 đây là tiêu biểu thập thiện đó. Phải dùng thập thiện rồi thì quánh ngã thập ác, cho nên cây thước bản này lợi hại. Gặp cái gì sai đạo pháp quánh lạc liền chứ không để. Phải không? Vậy thì chúng ta chịu tu tập theo cái hạnh Tề Thiên để thọ tam tạng là cái chân lý sống trong cuộc đời tu tập đi đến Tây Phương, không gì hơn quánh ma trừ quỷ nha. Hãy ai mà bài ra cái phép nào mà ngược thập thiện là ta đánh ngã cái đó chứ ta không nghe theo. Như vậy là cây thước bản này mới có quyền lực à. Đánh sâu não nha. Giả lại cây thước bản này mà dùng tới tầng cao đó, quá bự ra để làm cho ngon lành đó, thì có thể là chuyển đổi tất cả tâm cảm con người, ví như câu chuyện Loạn Thiên Cung của Tề Thiên. Thiên cung là cảnh giới của tâm não của mình tối thượng đây, tức là tâm cảm của mình đây là thiên cung. Mà bây giờ đây đó muốn chuyển đổi từ thập ác qua thập thiện, diệt trừ tất cả tà vọng, thì phải đảo lộn tâm tưởng mình một phen dữ dội, cũng như một cuộc đảo chánh lớn trong con người của mình vậy. Cho nên do đó là đưa cái thiết Loạn Thiên Cung là vậy. Thấy không? Cho nên sau khi Loạn Thiên Cung rồi lại có cái tên đặc biệt là Chiến Thắng Thật. Thấy không? Hoặc giả là được thông cho Bạch Mã Ôn. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy qua cái thời kỳ đó phải dùng cái thiết bản mãnh liệt. Vậy người tu bao giờ cũng tôn trọng 10 điều lành, tránh xa 10 điều ác. Đó là cặp cái thiết bản của Tề Thiên chắc ở trong tâm, không có để rời, chính là rút ra quánh ma trừ quỷ liền chứ không để. Phải không? Đó, và đồng thời trong khi tiến cao lên nữa là cái thiết bản này sử dụng đến quyền diệu, nghĩa là mỗi chúng sanh nếu trở về con đường đạo pháp nên biết rằng tương lai ta có 10 con đường. 4 con đường của 4 quả thánh là Phật, Bồ Tát, Viên Giác, Thanh Văn là 4. Lại coi chừng sai lầm chánh pháp mà đọa lạc trở xuống như chúng sanh khác là có 6 con đường lục đạo, là Thiên, Nhân, A-tu-la, Súc Sanh, Ngạo Quỷ, Địa Ngục. Tương lai ta có 10 con đường, mà con đường thứ 10 là quả Phật. Phải không? Là con đường thứ 7 dài lên là 3 quả thánh dưới. Vậy thì đi múc con đường này là đi múc con đường thứ 10 là thành Phật, gọi là Đại Thánh. Mà bằng không đi múc con đường thì còn ở cảnh giới Tề Thiên, là còn ở tu lành tu thiện đây mà thôi, chứ chưa đắc đạo. Vậy thì cây thiết bản này cũng tiêu biểu từ tầng thấp đến tầng cao, để cho ta thấy rằng cây thiết bản ấy rất nên quyền diệu trong cái lý. Vậy thì bây giờ ở đây người tu giữ cây thiết bản này luôn luôn, biết rằng 10 con đường tương lai ta phải chọn đến cuối đỉnh, biết rằng ta phải giữ thập thiện để đánh ngã thập ác, để tẩy trừ cái tâm của chúng ta cho an lạc. Đó là cái phép lạ của Tề Thiên. Và cái phép che thiên nhãn là gì? Là ý nói con người phải đắc nhập cái tánh trí sáng suốt để mở cái thấy rất chính xác. Nhà Phật thường gọi là chánh kiến, thường gọi là chánh tri kiến, thường gọi là kiến đạo, thường gọi là càn huệ địa, là những danh từ này để tiêu biểu cho cái phép che thiên nhãn của Tề Thiên, tức là mở con mắt to lên để nhìn chân lý đúng đắn, đừng lầm lộn cái nào là chánh, cái nào là tà hết, phải thấy cho thật rõ. Chứ hiện nay tà với chánh còn đương trà trộn đây. Đó, phải thấy cho rõ. Giống như Tề Thiên, dẫu tam tạng có lầm, dẫu cho hai em mình có lầm, chính mình cũng phải thấy rõ không lầm để bảo vệ thầy mình và các em mình mà đi Tây Phương. Đó, cho nên ông Tề Thiên bao giờ cũng có cái phép thiên nhãn thấy thật rõ, không lầm lộn bất cứ một người nào trước mắt, một cảnh giới nào cũng không sai lạc. Đó, vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy trải qua cái giai đoạn một tên như vậy, bây giờ tiến đến nữa cái tên thứ hai. Sau khi Loạn Thiên Cung mà chiến thắng rồi, ông lại được cái tên thứ hai là Bạch Mã Ôn. Bạch Mã Ôn là gì?
Bạc là thứ bực, Mã Ôn là con ngựa đã được thuần thục. Con ngựa đây tiêu biểu cho cái gì? Con ngựa đây là tiêu biểu cho tâm duyên ý mã của chúng ta đó, phải không? Mà nay nghĩa là đã đảo lộn được cái tư tưởng trở về với chánh đạo rồi, sau khi loạn thiên cung rồi được cái tên Bạc Mã Ôn, tức là thuần cái tư tưởng cầu đạo chứ không có tư tưởng gì khác nữa, giống như điều phục con ngựa đã được ôn nhu nên gọi là Bạc Mã Ôn, tức là giữ được con ngựa mình an ổn. À, cái ý mã của mình không thống vọng bậy bạ nữa, đi thẳng một con đường tập tu theo chánh pháp, không để cho điên đạo, cho nên có cái tên là Bạch Mã Ôn. Nay kế đến nữa lại là có, còn có cái tên là Tôn Ngộ Không. Con khỉ này nhiều tên quá. Tôn Ngộ Không là gì? Tu tập lâu ngày tiến đến có cái danh từ đặc biệt là Tôn Ngộ Không, là lúc này lấy pháp không làm tôn chỉ, cho nên đặt tác là Tôn Ngộ Không. Tôn là tôn chỉ, tức là những cái gì ta phải nương để tu tập hàng ngày đó, đó gọi là tôn chỉ. Mà cái tôn chỉ của con khỉ giờ này đã tiến lên chỗ cao của đường đạo là ngộ không, là ngộ được pháp không. Đó, do ngộ được pháp không mà lấy không làm chuẩn, không danh, không lợi, không tình, không tham, không sân, không si, không nhân, không ngã, cũng không có những cái mê đắm nào trong hạ tục để hộ cho cái Tây Phương kết quả. Cho nên có cái tên của ông là Tôn Ngộ Không, là lấy pháp không làm tôn chỉ, không phủi hết, làm phước cũng không cần hưởng, bố thí cũng không cần ai khen, giúp đời cũng không cần ai mang ơn, phải không? Đó. Chứ còn nếu làm mà còn tính có hoài thì còn ở trong có sao? Làm thiện mà không giữ được pháp không, là thiện ấy không phải là chân chính, không phải là pháp giác. Cho nên do đó từ đây đã đi đến Tôn Ngộ Không rồi, phải không? Và đồng thời từ Tề Thiên, Tôn Ngộ Không, Bạc Mã Ôn dài dài lên sau cùng đã tiến lên chỗ cao nữa gọi là Đại Thánh. Ông Tề Thiên này nhiều tên quá, ông có tên là Đại Thánh nữa. Mà quý vị biết Đại Thánh là ai không? Là ông Thánh lớn trong bốn bậc Thánh, tức là trở thiệt về với tâm Phật để giữ trụ cái tâm Phật an vui, phải không? Mà tâm Phật là tâm không mà trí giác, lòng rỗng mà bụng đại, đủ tam giác pháp, đủ tứ đại đức, đủ tất cả các hạnh. Cho nên tiêu biểu cho cái người giữ lâu năm theo đạo đức tu trì, lâu ngày đạt được cái chỗ cao siêu là hiểu tròn các pháp, thấy rõ chân lý nơi tự tâm, không làm lộn, an vui tự tại. Tuy chưa thành Phật mà đồng cũng như bậc Phật, cái thấy ngang nhau, cho nên ở trong tri kiến Phật mà thấy, nên lúc đó tiêu biểu cho Đại Thánh, chứ không thấy tầm thường như cả khác nữa. Đó. Vậy thì bây giờ ở đây nổi cái tên của cái con khỉ này không là quá sức à. Cái lý đạo trùng trùng điệp điệp trong đó mà có thể đại lược gọn gọn vậy thôi chứ nói không xiết nổi, trùng trùng điệp điệp, phải không? Mà đặc biệt anh ta cái tánh trí nhanh nhạy lắm, cái gì thấy biết rõ ràng, trừ khử dễ dàng. Ý nói cái người tu mà lão thông chân lý nơi tự tâm thì người này có thể chiến thắng hoàn toàn được giặc lòng. Cho nên ông Tề Thiên tiêu biểu cho cái hạnh không thua ai, từ trí huệ cho đến phép thành thông, cho đến tất cả những cái trừ khử đều là nhanh chóng lẹ làng và luôn luôn chiến thắng. Ý chỉ cho cái tâm người tu mà đã mùi cái phép đạo, hiểu rõ biết rõ, được nhận được cái quyền diệu nơi tự tâm, liền có thể dẹp ma lòng một cách dễ dàng. Gặp là trừ được ngay, mặc dầu chưa hết ma lòng mà hãy xuất hiện là trừ được, chứ không khi nào để nó nhiễu hại. Tiêu biểu cho người tu cái đạo hạnh khá siêu thì vọng niệm thỉnh thoảng nó cũng còn, nhưng mà đến là mình diệt ngay chứ không nuôi dưỡng, không có để cho nó tồn tại. Trừ khử cũng như Tài Thiên, trong khi thấy ma quỷ, thấy những kẻ tà, liền dùng cây thiết bản đập chết chứ không để lâu, phải không? Chứ người tu mà cái vọng niệm nó tới mà nuôi dài dài hoài là chưa làm Tề Thiên Đại Thánh gì nữa hết, phải không? Vậy thì bây giờ ở đây cái anh Tề Thiên này là vai trò lớn lao trong tâm cảm của mình,
tiêu biểu cho trí khôn ngoan, tiêu biểu cho đạo lực mạnh mẽ, tiêu biểu cho trí đại hùng, đại lực, đại từ bi, tiêu biểu cho tất cả những cái hạnh đức trong sáng. Vậy thì người tu chúng ta muốn làm cái bậc đại thánh này thì chúng ta nhớ rằng cái gì xuất hiện trong tâm cảm chúng ta trừ ngay, đừng để lâu. Móng tình diệt tình tức khắc, móng danh diệt danh tức khắc, móng lợi diệt lợi tức khắc, móng tham cầu những chuyện thế gian diệt tức khắc, đừng để cho nó sống còn. Sử dụng cái chiếc bản móng tinh di với phép thần thông ông tề thiên tới mức, nghe không? Đó, triệt để mà tu hành như vậy thì đường tu mới có đắc lực, mới hộ ông Tam Tạng đi Tây Phương mới tới mức được. Chứ ông tề thiên mà dở dở lòng Tam Tạng nguy đó, phải không? Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rất rõ là giai đoạn tề thiên vô cùng quan trọng trong đời người của chúng ta. Mà nó là tâm ta, là trí ta, là hạnh đạo của ta, là sự giác ngộ của ta, là trí đại hùng đại lực của ta, là nghị lực tu tập của chúng ta, và sức quyết định khẳng định của tâm ta. Nhất là chúng ta mạnh dạn để giác ngộ thẳng và đánh đổ những tà kiến mê si tội lỗi, giống như trạng thái của ông tề thiên vậy. Gặp cái gì nghịch rồi, chướng ngại con đường đi Tây Phương, đập chết liền tức khắc không để lâu. Có một lần ngộ nghĩnh thai, ông tề thiên đánh một hơi chết luôn ba mạng. Thưa quý vị, cái chuyện đó ra làm sao vậy? Đây, mời quý vị nghe lượt kể qua câu chuyện đánh chết ba mạng trong việc tu hành của chúng ta. Người tu có khi phải dùng phép quán sâu xa, mà trong các phép quán lại có một phép quán cái tên của nó là bạch cốt quán, nên trong đây mới đề cập đến bạch cốt phu nhân bị đập chết là vậy. Đó, tức là cái tướng quán xương trắng của nhà Phật, quán cho đến khi nào tất cả các cảnh dục chỉ còn tồn lại một đống xương trắng là xong phép quán. Nếu các cảnh dục mà không chuyển đổi trong tâm cảm mình để thấy tất cả cảnh dục này đưa ta đến chỗ điêu tàn, là chết bỏ thân mạng này rồi còn một đống xương tàn vô nghĩa, và không biết rằng thân ta và thân người đều là một đống xương vụn dại, nương cái hơi thở tạm thời, chớ ngày kia sẽ trở về một đống xương trắng đầy đau thương, là kết thúc cuộc đời chúng ta không không trên không không. Nếu ta không sâu vào phép quán này, khó thể mà trừ được cái lòng vọng niệm, vì ta cứ tưởng tâm ta là thiệt, chồng vợ con cái là thiệt, sắc dục ái tình là thiệt, danh lợi cảm tình quyền quyền phú quý là thiệt, thì chính chúng ta phải làm chỗ này mà bỏ ông Tam Tạng đi, tức là bỏ dở con đường đi Tây Phương, không đi đến nơi đến chỗ, phải không? Vậy thì bây giờ có lúc nó tấn công ta quá, nó làm ta nhiễm ô quá, nó dụ dỗ ta quá, nó mẹo cảnh nọ cảnh kia, ta phải dùng bạch cốt quán. Bây giờ tình tự chúng ta quán bạch cốt nghe thử. Thưa quý vị, đầu tiên là bạch cốt phu nhân là một người nữ đẹp xinh lắm, đến giả giờ là cúng dường thầy trò của Tam Tạng. Nhưng mà lúc bây giờ lại là đang lúc thầy trò đang đói mà không có ai cúng, nó thừa lúc nha, nó giả ra nó lại cúng dường cho thiệt, nó muốn lợi ăn thịt, ăn thịt trong Tam Tạng đó. Lúc bây giờ tề thiên phải là dùng cây thiết bạc và dùng phép thần thông để bay đi kiếm cơm, biết rằng nơi đây nhìn cái cảnh vật đang đói bụng đi kiếm cơm ăn, chứ thật ra nhìn cái cảnh vật xung quanh tề thiên dùng thiên nhãn dòm thấy khí yêu lợp lợp, nên biết rằng nguy hiểm lắm mà không thể không kiếm cơm ăn. Cho nên lúc bây giờ đó thì ông mới vẽ cái vòng, nói thầy với tất cả các em đứng trong vòng này nha, đó là cái phép của con. Con vẽ cái vòng này yêu tinh không hại được, thầy và các em con phải ở trong vòng này đợi con đi thỉnh cơm về. Chứ nếu bước ra khỏi vòng yêu tinh nhiễu hại, vẽ cái vòng để tổng nó mới giả lại, nó cúng dường đặng cho đi ra lãnh cơm, đặng bước ra khỏi vòng nó mới bắt được. Nó là bộ kính mọt đồ này kia, thiệt là các thầy này kia kia nọ nó khen ngợi đồ này kia, vậy tôi xin cung kính cúng dường này kia, xin các ngài nhận lấy cho tôi có phước đức đồ, đặng nói dụ mà ham ăn, đặng phóng ra mà phóng ra đặng chết. Mà người tu mình ưa bị dụ cái miếng này lắm kìa. Ông tề thiên là cái trí đạo của mình vẽ cái vòng cho mình ở trong đó, mình không chịu, mình theo cái tâm mê muội ham muốn vượt thế gian, tức là tiêu biểu cho tham ăn đó. Cái thế gian này đó là một món ăn ngon của chúng ta ghiền đã nhiều đạo, dụ như cái bữa cơm đang bị đói đó,
ta đang khao khát những cái vui thú trên đời đó là cơ hội để cho bạch cốt bẻ khổ mình đó. Thấy không? Cái giọng đàn bẻ khổ mình đó. Cho nên bây giờ đây nó lại nó dụ dạy cái ông Tam Tạng, ổng nghe lời ông Tài Thiên nói không được các trò. Nghĩa là anh của các ngươi đó, sư huynh của các ngươi dặn, nghĩa là thầy trò mình ở trong cái vòng này, sư huynh các ngươi sẽ đem cơm về ăn, đừng có nghe lời nó là chết nha, coi chừng ma quỷ. Vậy mà ông Tư Bát Giác ham ăn dữ, nghe nói tới ăn, nói tình, nói ái, nói ngủ, nói ăn, nói mấy cái đó là trúng tủ ông trời. Phải không? Cho nên ông ta mới ngỡ là nhảy sờn ra. Thì sau mai ông Tài Thiên về tới, về thêm về tới thì bạch cốt phu nhân cũng trúng rồi. Tổng thái thì lúc bây giờ y cũng giả đò con rón để mà gạt ông Tam Tạng nữa, chứ chạy đâu bây giờ, trước mắt rồi chạy đâu không kịp, bây giờ chỉ còn xuống nước nhỏ năn nỉ thôi. Cho nên ý nói cái tâm đạo mình là trong lúc vừa mê mà sức giác tỉnh ngộ lại rồi, thì cái tâm mê mình nó cảm thấy con rón sợ sệt vì biết sẽ bị trí huệ mình diệt nó. Nhưng mà nó còn muốn mong cám dỗ, nó đờn việc nọ việc kia, đặng mong cho mình mê trở lại, đặng nó gạt mà. Nhưng nó tâm sáng suốt giác ngộ luôn, đành phải thua. Lúc bây giờ đâu qua nổi Tài Thiên, liền rút cây thiết bản. Này yêu tinh hãy coi ngón đòn của Trư Tôn Hành Giả đây, đập cho mi một cây thiết bản, trở tay không kịp liền chết mất. Lúc đó cái lòng mê muội mình nó nổi giận, cái tâm hiền từ của mình mà không dùng trí đạo đó, nó liền nổi giận bất mãn. Nó nói sao giết lẹ dữ vậy, ta lại cúng dường mình sao giết đi. Ý nói cái tham dục đã tới rồi sao không hưởng mà còn phải diệt đi. Cái lòng mình nó còn mến tiếc vậy, cái trí đạo đã đánh đổ rồi mà cái tâm nó còn nghiền nghiền đây đó, nó cũng còn hơi tiếc tiếc hơn hơn trách móc đồ này kia. Nhất là anh Trư Bát Giái là cái thứ nghiền nặng của mình đó, ảnh trách móc dữ dội lắm. Đến đổi là cái trận này đó là đề nghị là thầy đuổi, đuổi nghĩa là Tài Thiên đi. Nhưng mà chưa, mới có bàn qua tháng lợi thì kế hiện đến một bà già, chạy đến tìm con mà bảo rằng con tôi đến cúng dường ngài Tam Tạng ở đây, lý do gì phải chết? Vậy thì thầy cho ông giết con tôi. Này kia nọ bắt lỗ bắt phải. Tài Thiên chẳng lạ gì ông Tam Tạng với Trư Bát Giái, với nghĩa là Sa Tăng thấy còn làm, tưởng đâu là đánh qua một người cho nên mẹ ta lỡ đòi, chứ không qua mắt nổi ông Tài Thiên. Ông hứa hét rút thước bản, ông biết đây là cái con chết vừa rồi nó biến ra cái hình thứ hai chứ không ai, đập cho mày một thiết bản nữa chết luôn. Chết luôn thì còn đang lằng nhằng thầy trò mà tính cái chuyện sát sanh tha thứ đồ đây, nói tới nói lui bắt lỗ bắt phải nhau, thì kế con ông già chạy tới nữa. Ông nói vợ con của tôi mà sao lên các thầy đập chết này kia kia nọ, đòi hỏi đủ sức, thấy không? Nhưng mà qua mắt ông Tam Tạng với các cái người em nổi, chứ qua mắt Tài Thiên không nổi. Rõ ràng là bạch cốt phu nhân vừa biến ra bà già, quánh chết trận thứ hai biến ra cái ông già này cũng nó chứ không ai. Rút thước mạng để luôn một thước nữa toi mạng, chết luôn ba mạng một lượt, mà có đứa một nha cô bác, có đứa một mà chết ba mạng. Ý nghĩa này là cái gì? Ý nói là mê cám dỗ chúng ta tham vọng theo đường đời, trí đạo phải khởi sanh nhanh chóng, giác ngộ đàng hoàng. Người xưa nói nghĩa là bất quý tham sanh khởi mà duy khủng giác ngộ kỳ, không sợ lòng tham sanh nổi lên mà chỉ sợ giác ngộ chậm. Vậy đây Tài Thiên kịp thời can thiệp ba phen, ý nói sự giác ngộ kịp thời để đánh đổ lòng mê mà cứu thầy trò an toàn, nên đạp ba cái chết này. Sự giác ngộ ấy bằng cách phép quán là nếu ta gặp sát gặp an là hai món lớn, phải không? Hai món lớn tiêu biểu cho các tham dục mà Phật đã kết luận trong kinh là muốn ăn với muốn dâm là hai cái rễ lớn của cội nguồn sanh tử. Vậy nay tình trạng gặp muốn ăn muốn dâm đây là nguy rồi, đại nạn rồi, thầy trò sắp đại nạn, sắp nguy hiểm bao, mà kịp thời dùng trí nhanh nhẹn, trí đạo thanh cao và cái lòng nhanh nhạy của chúng ta đoạn trừ nó nhanh mới được. Ló ra ba đứa đập chết ba đứa liền tức khắc, thấy không? Chứ không để lâu. Vậy thì bây giờ nó biến hình đổi dạng bằng cách là
mình dùng phép quá. Bây giờ ái tình đem đến cúng dường nữa là ăn với dâm nó tới tấn công chúng ta một lượt rồi, hai món tấn công lượt. Nó nói nó cúng dường để cho mình ham ăn, bước ra khỏi cái vòng này là ra khỏi cái giới luật chân chánh nhà đạo, đặng nó bẻ khổ mà. Mà tại tiên đã vẽ cái vòng, phải không? Cái trí mình nó vẽ cái vòng là người tu ở trong vòng đạo đức chứ lọt ra ngoài là chết. Mà nghe nó cúng dường nó hợm hợm muốn phóng ra đặng nó bẻ khổ mình hay sao? Cho nên tại tiên kịp thời can thiệp đó, đặng đừng cho ra lãnh món ăn này. Món ăn này không phải chân chính, món ăn của tại thiên đem về đó mới chân chính, còn món ăn này món ăn bậy là, phải không? Mà bị mình móc bậy thì ra huy rồi. Bây giờ cái đứa đem lại cúng dường đây nó đẹp biết bao nhiêu bạch cốt phu nhân mà vẻ đẹp mỹ miều tiêu biểu cho sắc dục ái tình, thì như vậy ái tình với muốn ăn hai cái này tấn công một lượt là huy. Người tu mà phóng dâm móc ăn là thấy huy rồi đó, phải rút cái thước bản tại thiên đập liền để lâu chết nha, chết nghe bà tư. Nếu mà móng ăn với móng dâm mà nó đòi hoài mà nghe lời nó riết rồi cái tà ác, cái tội lỗi, cái tà dại thì mình cũng làm được hết đó, là nhảy ra khỏi vòng rồi đó là chết đó, phải không? Vậy thì bây giờ ở đây rút thước bản đập liền, che thiên nhãn dòm thấy liền, quánh liền tức khắc đập bạch cốt phu nhân, là trừ cái tâm dâm dục và trừ cái tâm muốn ăn. Mà muốn ăn muốn dâm là một cặp song song, hai đứa này bà con chú bác ruột sanh đâu không chừng nữa. Hai thằng này nè, muốn ăn với muốn dâm là hai món khác nhau, chứ hai cái muốn này là chết trong tay, thấy không? Tham ăn tham dâm là thấy chết trong tay rồi. Người tu mà còn tham ăn tham dâm là chết vậy, không nói gì nổi tu sao nổi. Một món đã là chết rồi huống hồ hai món. Cho nên phải dùng phép quán rằng sắc dục đến với ta làm cho thân ta tàn tạ, làm cho trí đạo lu mờ, làm cho đời tu gian dở, làm cho giới lực bể đi, làm cho đạo hạnh không tròn, làm cho con đường chúng ta tu hành không tốt đẹp được. Phải quán rằng thân xác nó trẻ đây, quán liền thấy bà già. Đó, cái phép bắt bạch cốt quán là vậy, nghĩa là bạch cốt phu nhân đập chết rồi biến lợi bà già, là cái nghĩa cái tâm mình quán rằng người này đẹp vậy, chứ hãy nhìn bà già kia là cô gái đẹp cách đây mấy năm về trước, mà cô đã già thật như vậy đó. Bây giờ đem một bà già 72 tuổi nha, đem lại mời 3.000 người thanh niên lại đây, mới nói đây, anh nào chịu bà già này tu giả không, khỏi cần đi tiền đồng, có cậu thanh niên nào chịu không? Phải không? Huống hồ là người tu ai chịu? Cho nên người tu liền quán thấy sắc dục tới, liền quán rằng nó đẹp như vậy, chứ từ từ nó già rồi, như bà già kia mặt nhăn heo, da dụng mắt lờ tai lạc lụm cụm xấu xa, thấy không? Vậy thì sắc dục đến phải quán xét rằng nó sẽ già, rồi nó sẽ đi về cái chết nữa kia mà, thấy không? Bì bao cốt nhục nung tinh, quyết cưỡng tác kiều nhiên cuốn hoạt nhân, nhưng mà thiên cổ anh hùng giai thọ tử, bách niên đồng tác nhất thanh thật. Ông Du Thực Giả thiền sư dùng các phép quán để dệt lên bài thơ này. Quán rằng người đẹp đến mặt ta là máu mủ thịt da bọc bởi xương, máu mủ thịt xương bọc bởi da, chứ nói lộn câu. Máu mủ thịt xương bọc bởi da, phải quán xét vậy. Nó bao cái tấm da trên bóng bên ngoài, chứ bên trong có gì? Máu là mủ là thịt là xương thôi, chứ có gì đâu. Cũng như ai vậy chứ có cái gì đẹp. Mà bọc bởi cái làn da bên ngoài, cái gai quạo cái làm độc cái coi xấu rồi, cái lỗ mũi sứt cái hết tham rồi, cái hàm răng này rụng cái thấy nó đưa tới đưa lui hết tham rồi, phải không? Cái mặt này nhon xuống vậy là thấy hết tham rồi, phải không cô bác anh chị em? Mà chẳng qua cái làn da nó bao bên ngoài nó khiến mình làm chứ có đẹp gì đâu. Cho nên ông Du Thật Giả thiền sư quán giật chúng ta để chúng ta nương là máu mũ thịt da bọc, máu mũ thịt xương bọc bởi da, chỉ là gượng làm xinh đẹp gạt người ta thôi chứ có gì. Rốt cuộc làm nó mà chết, ngạt xưa thải rải anh hùng lệ, rồi trăm tuổi đều vùi dưới mẫu ma. Rốt cuộc cái người đẹp và người mê đẹp, cái giả trần này đồng nhau chết còn nắm xương chứ gì. Vậy thì pháp bạch cốt quán chuyển từ cái thân đẹp của người trẻ tuổi, chuyển qua liền thấy rồi họ sẽ già xấu xí đau thương, phải không? Đó, cho nên vì lẽ đó nó mới nói đánh bạch cốt phu nhân chết rồi là chuyển lại bà già đi đòi con,
Đứa con trẻ này là hiện thân của bà già đời sau của đứa con trẻ khác. Thì nó lẫn lộn qua vậy nó gạt mình chứ nhận gì đâu. Ngày nay cô con gái đẹp xinh, ngày mai là bà già già sọn. Thì hết trẻ đến già, có gì đâu mà nghiền mê. À, thật là câu chuyện này quý vị nghe thêm nha. Đặc biệt đó là câu chuyện Kiều đó. Ngày xưa có một nàng thư sinh đọc truyện Kiều rồi mê cái sắc đẹp nàng Kiều do Nguyễn Du kể quá đi. Ông mơ mộng đến đổ học không được. Ông mơ mộng trong mỗi đêm trăng, ông nói nàng Kiều đâu không đến với ta. Ông cứ than thở câu này ớm o gầy mòn, bỏ ăn bỏ ngủ. Một cái bà nấu bếp thấy vậy nó mới thương quá đi, tội nghiệp cho chàng thư sinh này. Nên bà mới lấy son thấm đồ làm cho đẹp, ăn bẩn trang điểm thiệt ngon, căm cài lượt dắt, sức dầu thơm dầu chanh đồ bay nực nở. Thừa cái lúc ông mơ mộng, ông hỏi nàng Kiều đâu không đến với ta, bà mới ra đổi giọng mình, dạ có em đây. Nghe không? Thì lúc bây giờ cái ổng tưởng đâu nàng Kiều tới thiệt, ổng nhào tới ôm thấy bà già. Mà bà già này là nấu cơm cho ổng ăn trong nhà trọ này, đặng mấy học sinh ở trọ đây ăn, đặng mà chờ thi. Ra bà giả ra làm vậy. Cái ổng nhà ổng ôm chầm về, cái nói chuyện nhau hầu. Cái sau lộ cái tiếng bà già ra, ổng giật mình, ổng buông da ra. Tới chừng nhìn kỹ lại thì đó là bà già phụ. Cái nói tại sao bà cả gan dám gạt tôi như vậy, này kia kia nọ. Nó trời ơi, cậu không biết sao, nàng Kiều đẹp là đẹp thở nào kìa, chứ bây giờ nếu nàng Kiều còn tôi kêu tới bằng bà nội lắm, thì cậu đây kêu tới bà sợ bà sở gì á. Nàng còn nó già hơn tôi tới 80 lần. Nói câu này làm cho chàng thư sinh thức tỉnh. Từ đó không mơ mộng nàng Kiều nữa, mới trở lại yên trí học hành sau đổ đạt nên danh. Quý vị thấy, vậy thì nếu ta dùng tâm quán xét như tài thiên mà đánh bạch cốt phu nhân để biến lại bà già, vậy mà biến lại bà già cũng còn thanh nữ, e rằng ở trong lục dục còn lọt cái nhân tướng dục nữa là nguy. Vì biến lại bà già bị cái thân nữ, phải chuyển thân nữ từ trẻ đến già, chứ chuyển ngang đâu dễ. Phải không? Quán xét ngang đâu dễ. Cho nên quán xét thành bà già rồi phải đập chết bà già này luôn. Chứ để đây rồi, mặc dầu không có bị sắc dục, hình mạo dục, tư thái quay nghi dục, ngữ ngôn âm thanh dục, tế hoạt dục không lọt vào đó thì coi chừng nó túng dục, cái nó lọt qua nhân tướng dục làm sao đâu kể già trẻ. Phải không? Cho nên chuyển cái người nữ trẻ qua người nữ già chưa đủ, đánh chết bà già này luôn, bằng cách quán bà già này sẽ thành một ông già, đem già già đổ ngang nhau, chuyển thành ông già. Mà chuyển thành ông già còn thấy tướng người tướng ta, rồi còn xét tới xét lui đây, nó vọng động, nó đổ thai bất tử làm sao. Nên quán tên mình thứ ba, dứt khớp bản thứ ba nữa, chết luôn cái ông già này, là cái hiện thân cuối cùng của bạch cốt quán. Bạch cốt phu nhân chuyển qua ba tầng về là hết rồi, hết ép rồi. Giờ đánh ông già này chết luôn, để tưởng lại ông già này là thằng đóng xương trắng xóa trước mặt mình. Đó, đời người cuối cùng còn lại một đống xương chứ còn cái gì. Cho nên quán cái cuối cùng để kết thúc là còn đống xương. Nên sau khi tại thiên đập thước bản thứ ba, bạch cốt phu nhân với hình thể là ông già chuyển lần thứ ba, đập chết luôn, thì bay lên một luồng khói đen, đó là khí yêu đã tan đi, bay đi về cái chỗ cuối cùng của nó. Ông tại thiên liền dùng thần thông bay theo luồng khói đen này, đến một gợp núi kia, đứng trên núi mà nhìn xuống thì thấy còn một đống xương trắng. Ông cười the thé mà bảo, nay nó chỉ còn đống xương trắng nên không còn làm hại ta được. Lành rút thước bản, dùng thần thông trở về với thật. Ý nói là sau khi dùng mạch cốt quán đã trừ cái tâm vọng niệm xong, thì tất cả các cái tướng người này đều dứt, chỉ còn lại đống xương trắng là dứt cái dục tâm. Dầu ta ham ăn, lát nữa ta cũng về đống xương trắng. Dầu ta ham tình, lát nữa ta cũng về đống xương trắng. Có lẽ nào còn tham tiếc thế gian mà không lo cho linh hồn của chúng ta. Đó, cho nên suy cứu như vậy là xong bạch cốt quán. Vậy thưa quý vị, đây là tại vì nói luôn cái giai ông tài thiên, mà nói luôn cho cái khúc này mù mù sao giờ trở ngược lại. Trở ngược lại, mời quý vị nghe thêm cái giai thứ ba.
nghe thêm cái giai thứ ba, tức là cái giai của Trư Bát Giác. Ông Trư Bát Giác với bụng phệ tiêu biểu cho cái gì? Là chỉ cách tham dục con người còn động lại trong lòng khi đã quy y cầu đạo. Chẳng hạn như chúng ta hôm nay, chúng ta hôm nay đó là y như tài thiên Trư Bát Giác rồi đó. Có khi cũng sát bưng coi tu cũng ngon lắm, mà có khi nó tham dục cũng như Trư Bát Giác vậy đó. Bây giờ đến đổ Trư Bát Giác tham ăn, tham ăn mà ăn nhân sâm, ăn các trái quý trong vườn tiên, ăn nuốt trọng không quý vị, ăn có nhai. Con người mà tham khỏi thế này quá ra nghe, tu hành lõm chõm, học giáo pháp nó to cộm cũng như ăn mà nuốt trọng. Cái trái quý mà ăn không nhai lấy gì bổ, nuốt trọng không à. Mà đồng đạo mình ưa nuốt trọng kinh giảng lắm nha, học thuộc cho minh mông cái dỗ ngực nó, tôi thuộc hết ở trên mà thuộc kinh ngoại, mà kinh trong không thuộc, y như Trư Bát Giác ăn trái nhân sâm, ăn trái quý, ăn trái này trái kia mà ăn nuốt trọng thì bổ khỏe mất gì. Cho nên thầy phải than lên những câu nhiều người kinh sử lão thông mà không sửa tánh bởi lòng còn mê. Chứ đã theo tam tạng, tức là đã thuộc tam tạng giáo điển rồi, mà ai coi ăn nuốt trọng không vậy, không hiểu lý đạo là gì tên. Tham ăn nhiều cũng hồ lốt, ăn cho hết mà ăn nuốt trọng không, rồi ăn thở ạt ạt vậy đó. Cái tài thiên thấy thở nó hỏi em làm gì mệt chưa, nó thưa anh em mới ăn trái nãy đây mà sao mệt quá, anh ăn sao mà coi bổ khỏe. Nói em ăn sao, dạ thưa anh ăn thì thải vô nuốt vậy chứ ăn sao, vậy không chết đó là may à. Ăn kiểu đó mà không chết đó là may, làm sao bổ khỏe được. Hãy ăn như anh vậy nè, biểu ổng đấm bụng ói ra thử hình. Rồi đó mới dạy ổng ăn, mới cầm từ trái ăn nhai nhuyễn đàng hoàng tử tế, mới nuốt vô nghe lợn ăn vậy khỏe quá khỏe. Cấp đó mới khen ngợi anh mình, thiệt anh biết ăn quá, con khỉ này khùng quá à. Vậy là bây giờ ở đây chúng ta thấy, coi chừng học giáo pháp hồ lốn mà cũng nghiền ngẫm cái chân lý cho nhiễm để mà giác ngộ tu. Y như Trư Bát Giác mà ăn cái quý nuốt trọng vậy nhập gì, thấy không? Đó. Vậy là bây giờ ở đây chúng ta thấy cái vai trò Trư Bát Giác có cái ham ăn này ngộ quá phải không? Mà ham ăn gì đến đổ ta nói nghe, ăn ăn là có ảnh bay tới rồi à. Ma quỷ cúng dường cũng nhào vô ăn nữa, không kể chết sống mà, thấy không? Ăn giống gì cũng ăn hết trơn á. Ta nói ăn là phái rồi à, thì người tu coi chừng giác ngộ chân lý không kỹ, nuốt trọng giáo lý đó nghe, mà không dằn nhiễm là không giác ngộ cho kỹ, còn tham ăn dữ lắm nè. Vì tham ăn cho nên dành việc của tiền danh lợi thế gian để mưu cầu cho ăn sống phải không? Đến đổ tham ăn tới mức đó là anh Trư Bát Giác còn sống trong con người của chúng ta đó cô bác, anh còn y chanh đó vậy đó, phải không? Tham của thế gian quá mức mà tham ăn hốt vô độn trong một bụng vậy mới tiêu biểu cái bụng bự nè. Bụng bự là danh lợi tình ham ăn ham ngủ ham ái tình dục lạc tới bụng thể cái này. Trư Bát Giác mang cái bụng đi không muốn nổi, phải không? Đó. Vậy thì sẵn túi tham bất cứ việc gì giàu xấu tốt cũng là dồn chứa đó, là ảnh đó chứ, phải không? Đó. Rồi anh Trư Bát Giác ngoài cái ham ăn lại còn cái ham ngủ. Người tu có khi đó nghe, nó mê ăn đã rồi nó mê ngủ cái bỏ công phu thân. Ai coi 3 giờ thức rồi mà còn ngủ lỡ, ngủ lỡ nó đẩy rơ cái tới 8 giờ. Tới 8 giờ sáng dòm quanh quốc ta cúng rộ trên, mà đứng nhăn nhãn gì cúng ai coi. Thu ra xá cây nhang cấm dòm dòm coi có ai thấy mình không. Không có ai thấy, cấm đại cây nhang chạy vô, chạy vô đóng cửa khép khép lại trường cánh kính kính đặt cúng lén trong nhà để ta thấy. Có không? Nó ham ăn ham ngủ gì đến nỗi cô bác anh chị em mê ăn mê ngủ quá chất, bỏ luôn công phu, bỏ giờ coi kinh xem giảng, bỏ giờ niệm Phật, bỏ giờ cúng lại, bỏ giờ suy cứu đạo pháp, bỏ giờ làm việc xã hội đồng bào, lo cho cha cho mẹ anh em xíu xảo gì cân, quên tình nghĩa tứ ân, cứ lo sống lo ăn lo ngủ, thấy không? Đó. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta quá mê ngủ, mà cái lý đó là lý dụng bên ngoài, còn lý sâu xa là tâm ta quá mê cho nên nó mới vậy. Cho nên dụ như anh Trư Bát Giác mê ăn mê ngủ là lòng tham dục quá nhiều, mê muội quá nhiều, ý nói như thế đó. Mà thầy kêu gọi chúng ta là thấy dung trần ngủ quải ngủ bài, rồi thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt, thấy không? Vậy là bây giờ ở đây chúng ta thấy rất rõ cô bác anh chị em, anh Trư Bát Giác trong người chúng ta còn đó nghe.
Đi thỉnh kinh là thỉnh vậy đó. Theo thầy là tam tạng tam tam vậy chứ còn muốn gì muốn đó. Phải không? Coi chừng đó, nó lén lén nó muốn tầm bậy không đó. Rồi cái lén lén cái mê tịch, ai coi bạn tôi động cũng nhào vô cho ta trói quách hỏng dò như thế này. Gì à không được. Phải không? Còn nước tố nữ ông tam tạng ổng ngắn dài. Vậy mà nghe nói cái bà nữ dương nước tố nữ để tính sánh giềng với tam tạng, cái lỡ đốc đốc thầy nó chịu đi thầy. Chịu đi. Ngon lắm rồi, thầy trò mình ngon lắm rồi. Nếu mà thầy làm vua cái mình quá ngon rồi, ai coi đang đi thỉnh kinh mà móng cái tâm làm vua chết rồi. Người tu đây cũng vậy nha. Đang cái lòng đầu nó móng đây. Ước gì làm sao có ông nào đó ổng dày kia nọ khác cái mình làm quan làm vua cũng móng bậy vậy đó nha. Ừa có móng khơi khơi vậy lắm á. Thấy không? Nè. Vậy từ bây giờ ở đây là con người sống với chân tâm theo tam tạng giáo điển không ngon hay sao? Mà lại sống theo vọng niệm để làm bát tâm vương. Làm vua nước tố nữ làm bát tâm vương là cùng cái gì? Sống trong tác cái vọng thức đó, đặng hưởng danh lợi cảm tình quyền quyền phú quý đi chứ gì đâu. Vậy là rậu đời đó. Còn gì cái phải không? Đó người tu coi chừng lâu lâu nó quéo lại bát tâm vương đó nha. Nó không chịu chân tâm diệu minh mà nó chịu bát tâm vương dữ lắm nha. Nó khoái làm vua dữ lắm. Nó khoái làm ông làm cha ta lắm. Nó khoái nữa là gần của thế một mình dữ lắm. Nó tham danh lợi cảm tình quy quyền phú quý, cái gì nó cũng khoái dữ lắm nha. Là vai trò trừ bác giái còn trong mình cũng hoành hành dữ dội lắm nha cô bác. Thấy không? Con heo này độc đáo. Nghe không? Vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái chỗ đó là nguy. Ảnh tham ăn tham ngủ rồi tham tình, lại mê muội đủ mọi thứ. Cái gì không biết cái gì hết. Cứ biết những cái tham dục không biết cái gì hết đâu. Chỉ có biết gánh đồ cho tam tạng đi, vậy là đầu đó nhiều đó thôi. Chứ không có giỏi giắng gì hết á. Lại là ảnh là quá xá mê xa như vậy rồi, thì như đây đó mình tu mà tham danh lợi cảm tình quy quyền phú quý bị trói hỏng dò qua chứ gì. Phải không? Bị trói hỏng dò qua. Người tu bị hỏng dò ba cái vụ này qua đâu yên được. À, rồi bây giờ trên vai ảnh giác cái bồ cào để làm gì đây? Trên vai ảnh giác cái bồ cào thì cho hết cái bánh làm sao được. Thì bây giờ ở đây đó chúng ta thấy ảnh giác cây bù cào là tiêu biểu cho cái gì cõi thế này cũng cào hết hết á. Cào hết trên đó, không có bỏ món gì á, trường thích đủ thứ rồi. Thấy không? Đó, nghe ta niệm Phật cũng nhào vô niệm Phật với ta, nghe ta đi cầu nguyện cũng giác cái áo tràn đi với ta, mà nghe vô tiếng cũng khóc qua vô tiếng, nghe số đuôi cũng bay qua số đuôi, trường thích đủ thứ mà. Thọ tam tạng cũng thọ, mà mê sắc cũng mê, mê tình cũng mê, mê ăn cũng mê dục cũng mê, giống như mê hết. Trên ra đạo đạo lộn xộn, nó không căn bản. Người tu ngày nay cũng bị trừ bát giá này nhiễu hại như thế đó đó. Tu rồi còn ham đạo hoài, thấy không? Cho nên tiêu biểu cái bù cào này đó. Nhưng mà cái tên ảnh tại sao đặt là trừ bát giá quý vị? Tra lại tiếng mã tự đó. Tiếng mã tự trừ là con heo già, con heo lớn, con heo sống lâu năm, gọi là bát trừ đó. Trừ, trừ là con heo thật là già. Bên tiếng mã tự đó ta gọi là trừ. Đó. Còn chữ bác giái đó là bác bỏ giái luật. Hãy mê trầm rồi bác bỏ giái luật chứ đâu có hỏi không biết. Biết hết trơn hả? Biết uống rượu là phạm tám điều răn cấm chứ sao không biết. Biết mê tịch mê sắc đây là phạm đạo chứ sao không biết. Mà biết là biết, mà mê là mê. Cho nên gọi là trừ bác giái, là con heo già bác bỏ giới luật. Này nghĩ coi, mà tại sao kêu con heo già? Là cái tánh mê này muôn ngàn đời nó sống tới bây giờ nó chưa chết là con heo này già lắm rồi, chứ đâu phải mới một đời đâu. Ha? Con heo này trong tâm mình nó tới ngàn đời muôn đời giảm kiếp rồi, chứ đâu phải là nó mới trẻ. Thịt nó đâm thủng lũng mà. Quý vị thấy coi đi phò ông tam tạng đi thỉnh kinh đó có con gì đâm lũng đâu? Không đâm lũng. Con heo này đâm không lũng. Nó dạ gì mà dai nhất cái thịt cho bằng. Nó dậy trộm đâu một cây số gì cái làn da. Không ai đâm nổi thôi. Con heo này cầm thân đó nha. Đó. Cho nên con heo này quá già lâu đời nên đặt ảnh là trừ bát giái. Ảnh từng bác bỏ giới lực nhiều đời nên còn làm phạm tới giờ này nè. Thấy không? Mà thầy cho biết đó là lì dinh linh hồn chưa được đạt hoàn toàn toàn đạo hạnh mà đắc quả vị nên phải đầu thai là con người thế gian. Bị anh trừ này nè.
mà đi chưa tới Tây Phương mà ảnh chưa trọn đạo, ảnh phải đậu thai lập con người nè, dù nay còn nuôi ảnh nữa. Thằng đàn heo này quá dạ rồi, heo này dạ sụm cú đế rồi mà dịa không hết nổi, thấy không? Vậy thì Tư Bát Giá vô cùng là độc đáo, tức là con heo già bác bỏ giới luật. Ảnh từng bác bỏ giới luật nhiều đời mà chưa đắc đạo, tuy có tu có pháp lạc thân người không mất mà đắc đạo đắc nổi, về Tây Phương Việt không nổi, nên còn trì đây bị ảnh á, ảnh quậy quậy đó, thấy không? Chứ phải đi thẳng một mạch là tới rồi. Bây giờ tới anh Satan. Satan là gì? Satan là cát bụi chồng chất, chữ sa là cát, những hạt bụi nhỏ, tăng là thêm mãi không ngừng, hoặc giả là có một ý nghĩa, tăng là người tu cầu giải thoát mà còn vướng bụi trần, cho nên gọi là Satan. Tức là người tu rồi còn đã vướng bụi trần gọi là Satan á, phải không? Vậy thì bây giờ đây, vì ảnh còn vướng bụi trần nên sát sanh chồng chất, giết chúng sanh vô số, giành giật của thế gian, giành giật cái tâm tham đắm này. Cho nên tiêu biểu anh Satan ở trong dòng siêu sen, dòng sông kia đã từng sát giết muôn loài. Tiêu biểu cho người còn mê thì còn có tâm vọng niệm quá nhiều, phải sanh sanh diệt diệt mãi không cùng. Đó. Cho nên sau khi kỷ niệm ảnh quy đầu Phật pháp ngon lành rồi, để quyết định theo thầy, ảnh có cái tên là Ngộ Tịnh. Từ khi con người giác ngộ được tịnh pháp, tức là thấu hiểu lý đạo, thì từ đây khép mình tu tỉnh, tuy chưa đắc đạo, chứ tánh rất thuần hòa. Anh Satan có cái tánh rất thuần hòa, rất điềm tĩnh, trong khi phò thầy đi Tây Phương. Và ảnh ngưng tất cả đấu tranh sát giết nữa. Ảnh còn giữ và kỷ niệm cái món binh khí của ảnh là dừng nguyệt huyết, dừng trăng nguyệt. Ý nói, con người khi ngộ được pháp tịnh, đã có một cái thứ trí đặc biệt là văn huệ, thì lúc bây giờ cái thấy biết cũng rõ ràng Phật pháp, mà cái rõ ràng đó trong chỗ pháp chứ chưa rõ ràng chỗ tâm. Cho nên do đó ví như cái dừng trăng huyết, và dùng cái thứ trí huệ mỏng manh này cũng có thể giữ mình để tu tập ngày qua, chứ không đến đổ thiếu thốn. Nên anh ta tánh được thuần hòa, tuy chưa được đắc đạo mà tánh đã thuần hòa tốt đẹp. Cái gì rất cẩn thận, điềm tĩnh, an vui và trầm tĩnh lắm, không ham ăn ham ngủ, không ham việc ái tình, cũng không bỏ thầy là Tam Tạng, tức là không rời Tam Tạng giáo điển của Như Lai, và đồng thời cũng kính trọng anh mình là Tề Thiên, cũng không dám cãi, và nhất là suy xét tường tận, minh giải nhiều cái rất hay, tiêu biểu cho tâm tánh của người tu. Khi nương pháp tịnh đã ngộ được, nương Tam Tạng giáo điển mà trưởng thành và trầm tĩnh trước pháp tu, thì con người đó gọi là Satan. Có cái tên là Ngộ Tịnh là tên sao. Ảnh lại đeo cái sâu sọ đầu để làm kỷ niệm cái thời oanh liệt của mình, thấy không? Luôn luôn nhớ cái kỷ niệm mình đã tạo lỗi, đã từng giành giật lợi danh tài sát sát giết thiên hạ rất nhiều, nay đeo đây để kỷ niệm, luôn luôn nhớ đây, để rồi dặn lòng mà giác ngộ luôn. Chứ biết tội lỗi mình đã chồng chất vô biên, đeo sâu chuỗi sọ đầu này để ghi nhớ. Ý nói người tu luôn luôn nhớ mình đã tội lỗi lắm rồi, đừng gây thêm nữa, hãy ráng mà lo tu tỉnh. Đó là người ngộ tịnh phải làm, phải không? Chứ ở đây còn mê muội để gây tội nghiệp chướng nạn thêm nữa là nghĩa gì? Cho nên từ sa tăng phải chuyển qua là ngộ tịnh mới được, tết nứt đập thấm điều hòa. Đó. Vậy thì bây giờ một loạt đức hạnh của các thầy trò chúng ta đã hiểu sơ qua, và đồng thời đến cây quạt ba tiêu ở đằng sau. Tại sao có tên quạt ba tiêu? Là vì ba điều tập trung lại để tiêu rỗi cái lòng sân hận, nói chung là diệt được lửa lòng, tức là quả thất quả diệm sơn, để đừng chướng ngại cho các thầy trò đi Tây Phương mà thỉnh giáo pháp để đắc đạo. Thì cái quả ba tiêu trải qua một hầu tranh đấu sâu nổi, Tề Thiên đến cung kính mượn Thiết Huyến công chúa là người chị để cho. Nhưng mà chị ta nhớ cụ xưa quán cũ là Tề Thiên đã từng có một phen trước đây đã đánh Hồng Hà Nhi chết đi là con của Thiết Huyến. Đó. Cho nên vì lão đó giận quá không cho mượn quạt, nên quyết liệt là không cho mượn. Ảnh buộc lòng phải nghĩa là giả ra Ngu Ma Dương là chồng của Thiết Huyến để đến gặp mà lấy quạt. Thiết Huyến lầm đi đưa quạt,
đưa quản đi thì chút xíu Ma Dương về tới. Lưu Ma Dương về tới liền biết đã bị Tài Thiên gạt, y biết rằng nhớ là Tài Thiên đem vừa không giữ đâu, mà phải giao cho Trư Bát Giới để giác cây quạt này, vì Trư Bát Giới dưới Sa Tăng lệnh phân sự này, nên y liền quá ra Trư Bát Giới đến để lãnh mà thưa anh để cho em giác cây quạt này thế cho anh kẻo mệt. Tài Thiên tin thiệt nên đưa cho em mình, đưa cho em mình giác đi. Thì đó là khi vừa đưa giác thì Ngu Ma Dương hiện nguyên hình Ngu Ma Dương mà trả về và bảo rằng nghĩa là làm sao qua mắt ta được. Lúc bây giờ Tài Thiên cũng chẳng để thua, giật cái quạt Ba Tiêu lại bằng cách khó khăn là trở lại. Khi là Ngu Ma Dương đưa cái quạt lại cho vợ rồi lại ra đi thì ông trở lại không có giả ra người khác nữa, mà lại giả ra là Ngu Ma Dương. Giả ra ngay Ngu Ma Dương đến để gạt lần thứ hai và bảo rằng nghĩa là như thế này thế kia. Lúc bây giờ Thiết Quyến công chúa tưởng chồng mình thiệt, vì nãy chồng mình đã về, không về là lại bị gạt đi. Nên lúc bây giờ gạt lần thứ hai này để hỏi cái câu chuyện sử dụng cây quạt, coi tại sao làm cho lớn được mà làm nhỏ lại không được. Cho nên lúc bây giờ bà Thiết Quyến lại lập lần thứ hai, lại chỉ có phép sử dụng quạt làm lớn làm nhỏ được. Lúc bây giờ Tài Thiên lại bay đi. Lúc bây giờ một phen thứ hai, Ngưu Ma Dương đứng ra thẳng thắn không quá hình, tranh đấu với Tài Thiên để giật lại quạt. Những vai trò nói như vậy chỉ cho khi mình sử dụng ba món này là cây quạt Ba Tiêu khó lắm cần ai lai cổ. Tranh đấu với vọng niệm, tranh đấu với hung ác, tranh đấu với nghiệp tà, tranh đấu với tội lỗi trong tâm mình mãnh liệt như là giành giật với vợ chồng Thiết Quyến công chúa và lấy cây quạt Ba Tiêu vậy. Và sau cùng ông phải độn vào trong bụng của Thiết Quyến công chúa bắt buộc để lấy quạt, nên rồi tranh đấu với vợ chồng Ngưu Ma Dương một cách sâu nổi, cuối cùng lấy được quạt hoàn toàn. Và khi ông lấy được quạt thì quạt có mấy cái đã thác quả Diệm Sơn, thầy trò mới an ổn mà đi thỉnh kinh đến cuối cùng đó. Và đến đây Tam Tạng kêu các đệ tử mà bảo kể từ khi quả Diệm Sơn đã qua rồi thì đây đến Tây Phương thầy trò ta đi không còn sao nữa. Mà thiệt, con người đã quạt tắt được lửa lòng rồi thì lửa dục thế gian đã hết, lửa sân nộ đã tiêu, tức khắc là đường tu yên ổn cho đến ngày đắc đạo, đâu còn chướng ngại gì đến đâu đó. Vậy rồi bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng trong cái lý đạo ở chỗ này tại sao gọi quạt Ba Tiêu, đây có ba cái tên rất rõ. Một là lòng từ bi để trừ cái lửa lòng trên thế gian này, vì lấy lòng từ bi thương yêu toàn thể chúng sanh thì còn tham dục gì cho cá nhân, đó là cái phép thứ nhất quạt tắt lửa lòng. Cái phép thứ hai là nhẫn nhục trước cái cảnh nghịch thuận xuôi ngược, chúng ta trầm tĩnh để trừ khử tất cả các cảnh đối tượng này, đừng để nổi lên lòng nóng giận quá ghét đó. Đó là phép quạt tắt lửa lòng thứ hai. Phép thứ ba là khoan dung, là hay vào lòng tha thứ cho mọi người để lòng ta an vui tự tại. Vậy thì từ bi, nhẫn nhục và tha thứ khoan dung là ba phép phải công dụng song song với nhau để điều hòa từ trường hợp trong cuộc đời của mình, hoặc là dùng ba phép một lượt, hoặc dùng từ phép tùy theo cái đối tượng, để rồi điều hòa tâm cảm ta lâu ngày mới có thể quạt tắt được lửa lòng sân hận và lửa dục tham mê đó. Vậy thì vì dùng ba phép như vậy mới có nghị lực sâu sắc, lại mỗi phép như vậy đều dùng ba thần, phải không, dùng hết thân khẩu ý thâm sâu như vậy mới có thể điều hòa hết được. Cho nên cái phép này chỉ cho sự giằng co giành giật cái quạt Ba Tiêu lấp than nó có thể lấy được, là ý nói điều dưỡng được ba phép này một cuộc tranh đấu sôi nổi rất khó khăn trong tâm của mình với nhiều hình thức, chứ không phải chuyện dễ đâu. Mà hãy lấy được quạt rồi thì quạt tắt lửa ngay, tức là chiến thắng hoàn toàn quả Diệm Sơn đó. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy sơ lược qua gãi gọn một vài nét trong Tây Du Ký như thế đó, chứ nói không hết nổi đâu, trùng trùng đẹp đẹp mà đại cương gãi gọn. Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi bước qua một ba để so sánh những phép này với giáo lý Đức Thầy để nhận định sơ lược coi ra làm sao. Thưa quý vị, Đức Thầy diễn tả rõ ràng là lúc Tam Tạng Tây Phương quyết đấu, phải không,
trong bài Sa Đéc đó, bị lại yêu là bảo lắm than, đức từ bi phải lộ trắng đeo, lôi âm tự cũng đi đến chốn, đi dọc đường yêu tinh làm hổn, thấy đường tăng thâm tịch muốn ăn, nhờ môn đồ bát giá Sa Tăng với đại thánh Tề Thiên cứu giúp, lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nặng tay cũng tác như không, khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn ánh như dòng sanh chúng, ai mê tâm nghe qua không phủng, ráng suy tầm nặng mở tánh linh, lòng nổ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diện mục, lần thứ chót gọi lời kêu thúc, khùng nhắc cho bổn đạo rõ lòng, trần ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du thuyết, thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu, chúng sinh năm tầm hoặc ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắt, nẻo đạo hạnh ngày xưa ngày kia mới đắc, chớ chứa hờn muốn giữ chi, thận tu hành tay gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt, lòng sầu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than thận đến lòng ta, thấy không? Vậy thì một đoạn văn này là thầy nói đại cương hết những cái quyền lý tu tâm của chúng ta trong truyện Tây Du Ký này, nên thầy đã trực tiếp xác nhận với chúng ta Tây Du Ký là lý đạo nơi tâm không có mặt. Vì thầy kết luận cái đoạn diễn tả Tây Du Ký này cho đến chỗ là chúng sinh nên tạm hoạt ba tiêu mà hoạt quả diệm nơi tâm cho tác chứ không có ngoài. Vậy đây là phép tu tâm, thầy đã khẳng định và xác định, phải không? Vậy thì bây giờ rõ ràng Tây Du Ký là chuyện của tâm, không phải chuyện ngoài. Vậy thì thầy đã nêu từ Tam Tạng, Tề Thiên, Trư Bát Giới, Sa Tăng và tất cả tới hoạt Tây, tới hoạt ba tiêu, nói gọn lại một vài điểm cho chúng ta nắm như vậy, thì chúng ta xác định rằng đức thầy đã cho chúng ta biết đây là công nhận theo sử liệu loài người, đây là điểm của khu Trường Sinh viết ra, nó thuộc quyền lý tu tâm mà thầy đã xác nhận đây là tu tâm, chắc ăn như vậy. Nhưng mà đặc biệt nói đến cái chỗ sâu sắc của đức thầy kết nạp là ta nên biết rằng tất cả những giải ở trên nói là nói vậy, chứ đường tu nương nhau cả bốn thầy trò này đặc biệt với cây quạt ba tiêu là gốc. Tại sao vậy? Vì Tri Anh Trư Bát Giới trong tâm mình còn tham ăn mê ngủ, cho ảnh trung thành một điều là tôn trọng Tam Tạng giáo điển, tức là tôn trọng thầy là Tam Tạng. Và Tri ảnh còn mê, tức là người tu Tri còn mê mà luôn luôn lúc nào cũng bên quá này kia, tức là tánh giác thường thức nhắc, thường đánh đỡ, thường dẹp đi. Và đồng thời thì các ảnh còn tạo lỗi nghiệp báo mê muội, mà các ảnh cũng nương với thầy, nương với anh, nương là trí giác ngộ mà đi thẳng Tây Phương, chắc không bỏ cuộc nữa chừng. Đó là cái trạng thái quan trọng của các thầy trò. Thì tánh mê tánh giác có pha trộn, thì cũng có lúc biết lúc không, thì có lúc phải thắng và có lúc phải bại, thì có lúc phải thấy rõ, có lúc lại không thấy rõ. Nhưng mà đầu cứ nương nhau, bốn thầy trò cứ nương nao như vậy, sang sớt cho nhau để đi đến mục đích, đi đến Tây Phương hoàn toàn. Cho nên cái lý dụng của thầy ở đây sâu sắc là cho biết tuy là bốn thầy trò khác nhau tánh ý, nhưng đều có nương nhau, cái này, cái kia, cái nọ. Có lúc vì ham ăn, ham ngủ, mà trong cái ham ăn, ham ngủ đó có thích làm xã hội, có thích lo việc phải, việc làm. Nó giống như là cái người tu còn mê mà không bỏ phận sự của mình đối với tình thầy trò, đối với tình đạo nghĩa, đối với tình anh em, đối với tất cả chân tình. Hoặc có lúc cũng có hiếu, có tình với cha, với mẹ, phải không? Và đặc biệt anh Trư Bát Giới đó nói thêm, phụ thêm một điều là ảnh móng dục riết rồi mà ngăn cản không được, có khi ảnh nghĩ bậy tới người bà già vợ. Cái câu chuyện vào bàn tôi đọc, bà mẹ đi ra rồi cái ổng tưởng đâu là mấy người trong bàn thơ này cái muốn bà mẹ. Ý nói người tu đó mà cái dục vọng nặng quá, có khi không kể lưng thường thứ lớn, giàu giai cấp cao thấp trên dưới đều có móng bậy hết. Mà nghĩ đến ngược cấp trên còn móng bậy thì ngược cấp dưới muốn con muốn cháu, muốn ái tình trong cấp đáng con đáng cháu mình, chuyện đó ai ngăn. Cho nên nguy hiểm lắm, nên phải nương. Chứ đừng có tâu với thầy đủ tại thiên là thầy trò mắc nạn hết á. Anh Trư Bát Giới anh lộng hành nói vậy, nghĩa là anh mê móng cái việc thế gian nặng quá rồi anh hết kể, hết kể cái trí đạo, muốn đuổi sâu trí đạo đi, tức là đuổi tại thiên đi, là nguy lắm đó. Cho nên bây giờ đừng đuổi đi mới được,
phải giữ hoài tình bốn thầy trò chặt chẽ nhau hoài để đến Tây Phương. Cho nên lúc Tam Tạng Tây Phương quyết đấu bị lại yêu làm bảo lấn phen và đứt từ đi, phải lộ trắng đen lâu âm tự cũng đi đến chốn quyết chí một đường thôi. Mà đi dọc đường yêu tinh làm hổng thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn, nhưng mà nhờ môn đồ bát giới sa tăng của đại tấm tại thiên kiến giới đoạt kết nhau, tuy có mê có giác mà phải luôn nương nhau để sanh tâm mà tu hành mãi cho đến ngày đắc đạo. Câu này đầy an ủi cho chúng ta, nghĩa là tu chưa rốt ráo mà phải nương tánh đạo hoài đẳng tu, đừng có để dứt rào nhau. Để cái này làm công quả cái kia làm cái nề cho cái nọ, cứ nương mãi như vậy đó là tình thầy trò đầm ấm đến suốt con đường mới được. Chứ nếu mà bớt ra một người bảy bất tử mà không đúng chỗ coi có thể nguy, mà nhất là bớt anh Tài Thiên. Anh Tài Thiên ảnh đủ cái năng lực trí huệ phép màu, mà mất ảnh là nguy, mất người nào cũng còn đỡ, chư bác giái đi khỏi cũng đỡ, sa tăng đi khỏi cũng đỡ, mà có anh Tài Thiên đi khỏi tuyệt đối là không đỡ. Cho nên người tu phải luôn luôn nương sức giác làm gốc, dầu có bị mê cái gì cũng cố thức tỉnh để rồi đánh đổ nó mà tu thì không đánh đổ tai hại đó. Vậy thì bây giờ đây so sánh ngang qua Tây Du Ký đối lý đạo mà thầy đã nhắc nhở hôm nay chẳng lạ gì với chúng ta, phải không đó. Vậy thì bây giờ biết muốn sao có phép phi đằng, ước sao có phép phi đằng cũng như đại thánh đường tăng cứu nạn, có chỗ khác đức thầy đưa ra vậy nữa. Vậy thì dán ai được mà dán anh Tài Thiên là không được, chỉ có anh Tài Thiên mới đủ sức bảo vệ ông Tam Tạng đi Tây Phương mà thôi. Còn ngoài Tài Thiên ra mấy ông kia là giai phụ. Vậy cho nên đừng coi những cái giai ăn uống vui tình cảm vui tất cả sự việc thế gian là giai chánh là đành phải thua. Phải coi ông Tam Tạng là giai chánh, ông Tài Thiên là giai chánh. Ông Tam Tạng là tiêu biểu cho tam đạo sâu sắc, mà ông Tài Thiên tiêu biểu cho trí đạo nhanh nhạy và nhạy bén sự giác ngộ để điều hòa. Hai giai này không thể mất giai nào, còn mấy giai kia bớt ra cũng tốt, bạc có mặt cũng có giai phụ mà thôi đó. Vậy thì bây giờ hai đoạn này thầy xác nhận cái nghĩa của Tây Du Ký là: một là nương tình thầy trò chặt chẽ mà đi đến Tây Phương đừng rào thì không đánh đổ tai hại, dầu tâm còn giọng mê cũng có thể nương đây mà tiến lần đến chỗ mục đích, mà ít nhất đi nữa cũng giữ chặt chẽ được hai giai là Tam Tạng với Tài Thiên đó. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta phải đặt lại vấn đề quan trọng sâu sắc đó đối với cuộc đời chúng ta mà giác ngộ. Và tất cả trong Tây Du Ký đều nói hết luận lý đạo đức, thì có thể đo ngang toàn bộ thi văn giáo lý của đức thầy là toàn bộ những chuyện của Tây Du Ký mà từ trong lý đạo lấy ra, mà bên nay ông Khu Trường Sinh ổng dở thành dây cây Tây Du Ký, còn bên nay thầy lấy lý nghĩa của đạo Phật đem ra. Thì tuy thầy là Phật tinh minh hơn ông Khu Trường Sinh nhiều, nhưng lý đạo Khu Trường Sinh cũng không rời giáo lý nhà Phật. Và có thể nói rằng toàn bộ thi văn giáo lý đức thầy, đây là con đường Tây Du Ký, là con đường đi Tây mà ghi lại. Tây là Tây Phương, là chỗ đạt đạo. Du là đi, vậy Tây Du là đi Tây Phương. Ký là ghi lại, tức là ghi lại từng chặng đường đi Tây Phương khó dễ như thế nào, giác mê như thế nào, đúng sai như thế nào. Mà nay thầy đã công nhận cái chuyện này trong lý đạo của thầy, nghĩa là chúng ta được quyền xem xét nội vụ Tây Du Ký để nghiên cứu cuộc đời mình không lỗi đạo thầy đó. Vậy thì bây giờ ở đây rõ ràng làm sao trong cái sự việc quan trọng này chúng ta cần nên biết. Vậy thì bây giờ vừa qua chúng ta đã trao đổi cái mục ba gãi gọn nhằm so sánh với Tây Du Ký, có thầy đã đồng ý hay không, và nơi đây coi phải là đúng đắn nghĩa lý đạo đức để chúng ta tu hay không. Vậy thì hãy nhớ rằng cái cuối điểm mà thầy kết luận Tây Du Ký, thầy nhấn mạnh cái chỗ cuối cùng của con đường Tây Du Ký mà hết các khó khăn để đi đến an vui là không gì hơn, thầy kêu gọi là chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tác. Thì lúc bấy giờ nẻo đạo hạnh ngày kia mới đắc nha. Chớ chứa hờn đứa giữ ích chi, vậy phận tu hành tai gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Thấy không? Vậy thì lòng sầu riêng cũng nên nguôi bớt, đừng thở than bệnh đến lòng ta, để cho thầy đi dạo ta bà đặng dạy kẻ đằng xa chưa rõ. Cái chân lý đạo thầy để đây chẳng khác nào Tam Tàng giáo điển Như Lai có đây, chẳng khác nào Tây Du Ký có đây. Con đường mình đang hành theo Tây Du Ký đây là lực đạo đây,
đã giải sẵn rồi còn ngồi khóc than buồn tuổi, mong đợi thầy trở lại với mình làm chi? Dầu thầy có trở lại đi nữa mà mình không tu đúng chánh pháp cũng không đắc đạo. Cho nên vinh hạnh gặp thầy trong giờ mình tròn đạo hạnh, phải không? Để chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt làm về ngôi. Chứ còn bây giờ mình làm không tròn mà mong gặp thầy mong làm chi? Cho nên đã đường đi tay không tròn vẹn mà mong gặp Phật để thỉnh kinh làm gì? Cho nên bây giờ rõ ràng thay cái chỗ ấy. Cho nên phải quyết định dùng phép từ bi để ban rải tình thương rộng lớn để chấm dứt cái lửa lòng, lửa sân hận đau thương, và đồng thời dùng nhẫn nhục để điều hòa trước đối tượng cá cảnh để đừng nổi lòng đau thương đó lên. Và nhất là phải hỷ xả hoàn toàn, phải khoan dung hoàn toàn để điêu luyện cái tâm mình cho trong sạch an vui, để được tắt cái lửa lòng sân hận, lửa lòng dục lạc đau thương, để chúng ta chiến thắng được hoàn toàn nội tâm, hầu có đạt mục đích trên con đường đắc đạo, để được hạt thọ ký và giải quyết chúng ta giống như thầy trò Tam Tạng đã hoàn mãn trên đường đi đến gặp Phật để được an vui và đắc đạo. Vậy thì thôi, đến đây thấy cũng không còn gì để nói thêm, và băng cũng đã sắp mãn hoàn toàn, nó cũng vừa dặn trong đó. Chúng ta có thể kết luận lại là hoàn toàn nơi con người chúng ta có thay du ký, mà nương lý đạo đức thật của thầy để hoàn thành sự tu tâm dưỡng thánh, tức là chúng ta đã được mục đích đi Tây Phương. Và ông trụ khu Trường Sơn đã ghi lại những quãng đường đi Tây Phương. Tokyo, ngày 28 tháng 6 năm 1969. Anh chị em đồng đạo thân mến, Nam Mô A Di Đà Phật.